Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 117. Đối mặt với một chỉ đầy khí thế thình lình lao đến, Trần An nhíu mày, vội lui về sau mấy bước rồi mới dùng roi huyết mãng trong tay đánh nát luồng kiếm quang kia. Bá kiếm bôn lôi chảm điện. Không đợi đối phương kịp phản ứng, cổ tay Lâm Nhất đã run mạnh, trong cơ thể bắn ra gần trăm luồng kiếm quang tử thanh, ngưng kết ở hai ngón tay, rồi lại một lần nữa chém ra. Chút tài mọn, Trần An hừ lạnh một tiếng, chân nguyên toàn thân sôi trào, roi huyết mãng trong tay kéo mạnh một cái. Xoẹt xoẹt xoẹt. Roi dài đỏ như máu hóa thành một con cự mãng cực kỳ hung hãn, bắt đầu uốn éo giữa không trung, trực tiếp nghiền kiếm quang đang bổ đến thành phấn vụn. Có đạo binh trong tay, thế công bực này đối với Trần An hoàn toàn không có bất kỳ áp lực nào. Có điều hắn vừa đổi động tác, định nhân cơ hội xoay người phát động phản công thì đầu ngón tay Lâm Nhất lại bắn ra kiếm quang hệt như một con sóng thần ầm ầm lao đến. Kinh hồng phá nhật. Tinh thần đại bảo. Chiêu dương như hỏa. Hoành đoạn thái A. Huyết chấn sơn hà. Tuy phẩm cấp của bá kiếm hiện tại có vẻ không đáng kể, nhưng thắng ở chỗ điều khiển một cách tự nhiên. Khoảnh khắc kiếm quang bị chấn nát, thân hình Lâm Nhất ở giữa không trung không ngừng biến ảo. Liên tục bổ ra 6 sát chiêu của bá kiếm. Phút chốc, uy danh của bá kiếm được hắn thúc dục đến cực hạn, trong mật thất, khắp nơi đều là bóng dáng của Lâm Nhất, kiếm quang răng chằng chịt, cùng với đó là đủ loại dị tượng kinh người. Tên này. Trần An thầm mắng một tiếng, rốt cuộc tạo nghệ kiếm đạo của tên này khủng bố đến mức nào, lúc này, hắn ta đành phải từ bỏ ý định phản công, rót chân nguyên vào roi huyết mãng, phút chốc, cây roi thon dài bỗng phình to lên. Hệt như một con cự long rời sông lấp biển. Giao long xuất hải. Roi huyết mãng trong tay Trần An bắn ra huyết quang chói mắt, hào quang như ngọc kia vô cùng trong suốt, càng khiến huyết mãng đang phình to ra thêm chân thực, cứ như đang lột xác thành giao long vậy. Đột nhiên, uy áp đạo binh tăng vọt, trực tiếp chấn vỡ rất nhiều dị tượng do Lâm Nhất tạo ra. Còn huyết mãng đang tăng trưởng thì càng nhìn càng khiến lòng người lạnh giá, và nó dần có xu hướng cuồng bạo. Đến nước này thì ngươi cũng nên sợ rồi đấy. Hai mắt Trần An trợn trừng, lệ khí giữa hai đầu lông mày càng khiến người ta sợ hãi. Huyết mãng tăng trưởng hệt như giao long ra biển, chém vỡ rất nhiều dị tượng của bá kiếm, thế như trẻ tre, hung hăng nhào về phía Lâm Nhất. Tới hay lắm. Lâm Nhất không chút hoang mang, tóc dài tung bay trong gió, gương mặt tuấn tú hướng về phía huyết mãng đang bổ nhào đến với vẻ thờ ơ, không một chút khẩn trương. Bá chạm thiên hạ, phá. Duệ khí trong mắt hắn bùng nổ, kéo theo đó là một tiếng quát lớn, hai tay Lâm Nhất khép lại, dùng ngón tay làm kiếm, một lần nữa dung hợp toàn bộ dị tượng của bá kiếm, sau đó dùng duệ khí không gì địch nổi nghênh đón huyết mãng được diễn hóa từ đạo binh đang hung hãn lao đến kia. Rầm. Trong tiếng nổ kinh thiên, con huyết mãng cuồng bạo cứ thế bị kiếm quang ngăn cản, rồi xuất hiện những vết nứt. Lạch cạch. Phút chốc, dị tượng liên tục vỡ vụn, thi thể huyết mãng phình to hệt như nham thạch không ngừng bong ra từng mảng. Trong quá trình đó, nó lại một lần nữa trở lại nguyên hình là một cây roi dài mảnh, tuy rằng đã bị tàn phá nhưng nó vẫn lặng yên vọt về phía cổ tay Lâm Nhất với tốc độ tia chớp. Hiển nhiên, Trần An hiểu rất rõ ưu thế của mình nằm ở đâu, đó chính là dùng uy lực của đạo binh bức Lâm Nhất không cách nào rút kiếm. Đồng thời, dùng uy lực của đạo binh để triển khai toàn bộ ưu thế về tu vi của bản thân, dù sao thì cảnh tượng phong vô kỵ bị đối phương dùng một kiếm chém chết vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Tên này đúng là khó chơi thật, chân nguyên hùng hậu, hoàn toàn không giống với võ giả còn chưa độ kiếp thiên phách. Không thể vội được, phải mài hắn từ từ. Ánh mắt Trần An lóe sáng, rất kinh ngạc đối với bá chảm thiên hạ mà Lâm Nhất vừa bổ ra. Đằng Long Tuyệt. Lâm Nhất đạp một bước giữa hư không, cả người lui mạnh về sau, uy năng của món đạo binh này quá kinh khủng, với tu vi của hắn hiện tại, nếu thật sự trúng một kích kia thì kết quả khó mà nói được. Không cách nào phát huy được ưu thế về kiếm đạo, tu vi ở thế yếu, khi đối mặt với yêu nghiệt giới vực cao cấp, những điều này đã hiển hiện hết sức rõ ràng. Thịch, thịch, thịch. Trần An đắc thế quyết không tha người, hắn ta cười dữ tợn. Roi huyết mãng trong tay như biến thành rắn độc thật sự, không ngừng uốn éo giữa không trung, liên tục vồ về phía Lâm Nhất,
không cho hắn có một chút cơ hội thở dốc. Xoẹt, xoẹt. Âm thanh roi vung như sét đánh, trong quá trình vung vẩy, khí thế trên người Trần An càng thêm hung mãnh. Sát khí đằng đằng, hung uy tăng vọt. Lâm Nhất vừa né tránh vừa nheo mắt ngẫm nghĩ, uy lực của đạo binh quả thật có hơi khủng bố, đặc biệt là khi nằm trong tay một vài yêu nghiệt, nếu ta thật sự chỉ có kiếm ý thông linh thì hôm nay chắc rơi vào tay tên này rồi. Đáng tiếc, không phải vậy. Trong đôi mắt sâu thẳm của Lâm Nhất bùng lên duệ khí, tất cả những gì kinh lịch tràn đầy nơi đáy mắt, lôi quang sáng chói. Lực lượng phong lôi trong cơ thể như dung nham bắt đầu sôi trào, cùng với đó là từng tiếng nổ mạnh vang lên, như thương long gào thét, khí huyết sôi trào. Giữa cuồng phong gào thét, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay, thương long ấn màu đen ở ngực bắn ra huyết quang vô cùng chói mắt, trên thân, long văn tử điện điên cuồng di động, có tiếng sấm rền vang, rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng lại như từ 9 tầng trời vọng xuống, ẩn chứa uy áp lớn lao sánh ngang thiên địa. Chiến thể thương long, biến thứ 10. Lâm Nhất chợt quát một tiếng rồi bay vọt lên trời, giữa lôi quang lập lòe, năm ngón tay hắn siết chặt thành quyền, vung mạnh ra. Rầm. Phút chốc, binh khí phong lôi, thánh âm như sấm, lôi âm của hơn 100 luồng long văn tử điện chất chồng lên nhau, tạo thành tiếng nổ mạnh trong mật thất. Bụp, 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 bụp. Trong không khí, dưới một quyền này, vô số hạt bụi bất chợt nổ tung hệt như thủy tinh, tiếng nổ liên tục vang lên khiển khoảng không gian này cũng chấn động theo. Phụt. Trần An đứng mũi chịu sào, bị chấn đến nỗi hộc máu, kế đó, hắn ta kinh ngạc phát hiện trong khoảng không gian đang chấn động với tần suất cực cao này, roi huyết mãng trên tay hắn ta dường như bị giam cầm, hoàn toàn không thể phát huy một chút uy năng nào. Đáng chết, vậy mà lại dùng phương thức này để phá giải uy lực đạo binh của ta. Trần An quá đỗi sợ hãi, nếu ở một không gian rộng lớn hơn, đối phương muốn dùng khí lực tạo thành chấn động mang tính giam cầm gần như là chuyện không thể nào. Nhưng ở trong mật thất thì, lại có thể được. Rầm. Không đợi hắn ta kịp suy nghĩ, trước mắt, Lâm Nhất như một con thương long đang gào thét lao đến, Trần An còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một quyền của đối phương nện trúng, Trần Nguyên hộ thể vỡ nát, trước ngực lập tức lõm xuống một quyền. Soạt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần An không chút do dự, lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn biết rõ một khi không có đạo binh áp chế, đối phương chắc chắn sẽ rút kiếm, bản thân dù là ở thời kỳ đỉnh cao cũng chưa chắc có thể đỡ nổi một kiếm kia, huống chi giờ hắn ta đang trong trạng thái bị thương, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Cạch. Mượn lực phản chấn từ một quyền này, hắn ta vội xoay người đẩy cửa đá, nhanh chân chuồn khỏi mật thất. Khoảnh khắc vọt ra ngoài, sắc mặt Trần An không chút nào thả lỏng, hắn ta hoàn toàn buông tha việc dùng chân nguyên chống cự lực bài xích của kết giới. Khi cảm nhận được lực bài xích của kết giới hỏa diễm điên cuồng tuôn ra, Trần An thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, coi như nhặt được một cái mạng, còn thù thì cứ đợi bọn Thạch Phong ra rồi lại báo. Thanh tiêu tại thụ, tử diên hoa khai. Dưới gầm trời này, một kiếm chạm xuống. Chạm thiên tam kiếm, kiếm thứ hai, thanh liên. Bù. Ngay khi cánh cửa đá do Trần An mở ra sắp khép lại, kiếm táng hoa trong tay Lâm Nhất đã ra khỏi vỏ. Cuối cùng, một kiếm này vẫn chém ra. Còn việc có thể chém trúng đối phương đang rời khỏi kết giới hỏa diễm hay không thì Lâm Nhất chẳng quan tâm, một kiếm đã ra, không hỏi sinh tử. Hắn tra kiếm vào vỏ. Ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía ngọc giản đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ kia, xem ra vẫn nên sớm lấy được võ học tạo hóa cao cấp này thì hơn. Bên ngoài kết giới hỏa diễm. Tất cả mọi người đang nóng lòng chờ đợi, ai cũng biết bên trong chỉ còn lại 4 người bao gồm Mạc Hàn, Thạch Phong, Lâm Nhất và Trần An, sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp nhau. Một khi gặp nhau nhất định sẽ không thể tránh cuộc chém giết khốc liệt. Mọi người đều đang đợi xem cuối cùng ai sẽ là người bị loại đầu tiên, ai bị loại trước nghĩa là không có duyên với Nhật Diệu Chi Linh. Nếu là trước khi Lâm Nhất chưa giết Phong Vô Kỵ, sẽ không có ai nghĩ Lâm Nhất đến từ huyền hoàng giới sẽ có tư cách tranh đoạt Nhật Diệu Chi Linh. Nhưng sau khi chứng kiến uy lực khủng khiếp của nhát kiếm kia, hiển nhiên không còn ai nghi ngờ thực lực của Lâm Nhất nữa.
chỉ là Lâm Nhất đã để lộ con át chủ bài cuối cùng của mình, ba người nhóm Mạc Hàn ỷ vào uy thế đạo binh, thể hiện tu vi của bản thân mình. Chỉ cần không cho hắn cơ hội rút kiếm, tỷ lệ thắng vẫn khá lớn, suy cho cùng mọi người vẫn không đánh giá cao Lâm Nhất. Bởi vì hắn không có đạo binh. Nguyên nhân giết được Phong Vô Kỵ rất quan trọng, đó là đối phương chủ quan, không rút thanh đạo binh U Huyền này. Ba người nhóm Mạc Hàn đã biết với kiếm pháp lợi hại của Lâm Nhất, chắc chắn họ sẽ không cho hắn cơ hội rút kiếm. Nếu ta là Lâm Nhất thì sẽ chủ động ra ngoài ngay bây giờ, thế mà hắn còn dám ở lại tranh giành Nhật Diệu Chi Linh, muốn chết thật đây mà. Giết Phong Vô Kỵ đã đắc tội giới vực huyết cốt, hắn đắc tội một giới vực cấp cao, chết là cái chắc. Ngay cả cơ hội sống một phần vạn cũng không có. Chắc là tiểu tử này không biết sự đáng sợ của giới vực cấp cao, bị người khác biết được át chủ bài thì sao có thể là đối thủ của đám Mạc Hàn. Rất nhiều người của giới vực cấp cao xì xào bán tán, giọng điệu có thể nói là vô cùng chướng mắt Lâm Nhất. Chỉ có Tiên Vân Chân và Trần Khung, hai nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao từng bị Lâm Nhất đánh bại này giễu cợt không lên tiếng. Đám người này chưa đối mặt với Lâm Nhất. Hoàn toàn không biết hắn đáng sợ đến mức nào, lúc này vẫn còn tỏ ra cao cao tại thượng. Họ không thể nào chấp nhận được sự thật rằng đối phương đã giết Phong Vô Kỵ. Lâm Nhất còn hơi lỗ mãng, Nhật Diệu Chi Linh chưa được mở phong ấn, ngoài tác dụng làm chìa khóa bí mật thì cũng chỉ danh được danh tiếng thôi. Trần Huyền khẽ thở dài, nghiêm túc nói. Hắn ta không lo lắng cho sinh tử của Lâm Nhất, trong cuộc tranh đoạt Nhật Diệu Chi Linh này. Dù Lâm Nhất không đánh lại thì cũng sẽ có thể ra ngoài dễ dàng. Hắn ta cảm thấy Lâm Nhất đang lãng phí thời gian, chắc chắn người của giới vực huyết cốt đã biết Phong Vô Kỵ chết, người truy sát Lâm Nhất chắc chắn đã lên đường. Thủ đoạn của giới vực cấp cao đáng sợ hơn trong tưởng tượng của rất nhiều người, muốn giết chết đối phương mà thần không biết, quỷ không hay là gần như không thể. Trên người mỗi người đều có mệnh bài. Có một số người của giới vực cấp cao còn phân hóa một sợi oán khí quấn lên người đối thủ trước khi mệnh bài vỡ vụn. Chẳng qua hắn ta không thể xác định giới vực huyết cốt có thủ đoạn này hay không. Nếu họ dùng đến nó, ở con đường thông thiên, dù Lâm Nhất có chạy đến chân trời góc biển thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương tìm được. Theo suy nghĩ của Trần Huyền, Lâm Nhất nên rời khỏi nơi thị phi này ngay bây giờ, sớm ngày tăng cường tu vi. Để không bị đám người này tìm được trước khi Thương Long cấm giới mở ra, đồng thời chuẩn bị đủ sức tự vệ. Khi mọi người đang nóng lòng chờ đợi, tâm trạng ai cũng rất phức tạp. Trong kết giới hỏa diễm đột nhiên bắn ra một người, người nọ hộc máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, xương sườn trước ngực bị gãy và lõm vào thành hình nắm đấm, hắn ta cầm trong tay một cây roi phát huyết quang. Giới vực U Vân, Trần An. Khi nhìn thấy roi huyết mãng, mọi người lập tức đoán được thân phận của người này, nhìn bộ dạng thê thảm của hắn ta, ai cũng hít vào một hơi. Ai làm? Cuối cùng cũng ra ngoài. Trần An rơi xuống nhanh như chớp, khi đặt chân xuống đất, trái tim căng thẳng mới được thả lỏng. Là Trần An thật, tại sao hắn ta lại là người đầu tiên ra ngoài? Bị thương nặng quá, không biết là do ai ra tay. Yên tĩnh qua đi. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, các nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao thay đổi sắc mặt. Theo họ, Lâm Nhất không có đạo binh thì phải là người bị loại đầu tiên mới đúng. Rắc. Nhưng khi mọi người đang nghi hoặc, một tiếng vỡ vụn đinh tai nhức óc chợt vang lên, kiếm quang chói mắt chiếu rọi khu vực này thành hai màu xanh tím. Một tia kiếm quang đâm xuyên kết giới hỏa diễm rồi bắn về phía này, để lại lỗ thủng rất to trên kết giới. Không ổn. Mọi người giật nảy mình, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, điên cuồng lùi về sau. Chết tiệt. Vẻ khiếp sợ không thể tả bằng lời chợt thoáng qua trong mắt Trần An, hắn ta nổi giận mắng, dồn hết sức đẩy chân nguyên ở hai đại khí hải vào roi huyết mãng. Trong tích tắc, roi huyết mãng to lên và biến thành một con mãng xà huyết sắc dài nghìn trượng. Rầm rầm. Dưới sự khống chế của Trần An, mãng xà điên cuồng bay múa. Bầu trời chằng chịt những vệt huyết sắc, nhiều người xui xẻo không kịp né tránh đã bị cuốn thành thịt vụn ngay tại chỗ. Hai mắt Trần An nổi lên tơ máu đáng sợ, hắn ta không hề quan tâm đến việc những người này sống hay chết. Lúc này hắn ta chỉ có một mục đích, đỡ nhát kiếm này. Theo suy đoán của hắn ta,
nhát kiếm này chỉ dựa vào uy lực đạo binh là có thể đỡ được, dù không đỡ được cũng có thể làm giảm phần lớn uy lực, không đến mức chết. Chỉ cần không chết, với tư cách là yêu nghiệt giới vực cấp cao, hắn ta có rất nhiều cách để khôi phục trạng thái tốt nhất. Nhìn thấy dị tượng đáng sợ do roi huyết mãng tạo ra, những người đã lùi ra xa đều kinh ngạc trố mắt. Đây là thực lực ở trạng thái đỉnh cao của yêu nghiệt giới vực cấp cao khi có đạo binh trong tay ư. Quá đáng sợ. Cảm giác đừng nói là đỡ chiêu này, chỉ dư chấn thôi đã có thể nhẹ nhàng đánh chết những người ở Nhật Diệu chi địa như họ. Giết người chỉ cần một nhát kiếm, có thể giết được tên ăn hại phong vô kỵ kia nhưng chưa chắc có thể giết được Trần An ta đây. Trần An cười gằn, trong đôi mắt chẳng chỉ tơ máu lộ ra vẻ tự tin và điên cuồng. Nhưng vừa dứt lời, vẻ mặt hắn ta lập tức cứng đờ. Một giọt máu chảy ra từ ấn đường hắn ta xuống đến chóp mũi, môi, cằm rồi tiếp tục chảy xuống dưới. Bùm! Kiếm quang bất chợt nổ tung như hoa quỳnh nở rộ, cơ thể Trần An bị chia thành hai nửa bay qua hai bên trái phải nhanh như chớp, thoạt nhìn như có một bàn tay khổng lồ vô hình xé cơ thể hắn ta ra làm đôi một cách vô cùng tàn bạo. Trần An đoán không sai. Với uy lực đạo binh hoàn toàn có thể đỡ được nhát kiếm này của Lâm Nhất. Nhưng nhát kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức tới trước mặt hắn ta cả ngay trước khi hắn ta phát huy uy lực đạo binh đến cực hạn. Lúc Trần An nói thì hắn ta đã chết, chẳng qua nhát kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức bản thân hắn ta cũng không nhận ra. Loảng xoảng. Cùng với cái chết của Trần An, đạo binh không còn chân nguyên hỗ trợ, huyết mãng nghìn trượng lập tức hiện nguyên hình. Biến thành cây roi dài gần 2 mét. Kiếm quang còn sót lại đã mất phong thái rực rỡ ban đầu, nhưng bóng ma để lại trong lòng người khác không thể nào tan biến. Một kiếm đã ra, không hỏi sinh tử. Xung quanh yên tĩnh như chết, ngoài tiếng gió nhẹ và tiếng kiếm vù vù, khu vực này không còn tiếng động nào khác. Tất cả những người nhìn thấy cảnh này, bất luận là nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao hay võ giả bình thường của Nhật Diệu chi địa. Tất cả đều trố mắt, đứng yên như hóa đá, không nói nên lời, cảm giác như có tảng đá đè nặng lên tim. Cảm giác khó thở mắc kẹt ở cổ họng khiến người ta phải đè nén, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Hồi lâu sau, đợi đến khi tiếng gió rít gào đột nhiên to lên, mọi người mới như tỉnh lại từ giấc mơ và biết rõ rốt cuộc mình đã nhìn thấy gì. Trời ạ, ta đã nhìn thấy gì thế này? Chuyện này sao có thể? Đây là người ư, một tên kiếm khách giới vực cấp thấp sao lại có thể mạnh đến mức này? Giết người chỉ cần một nhát kiếm, giết người chỉ cần một nhát kiếm. Chết tiệt, sao Trần An lại chết chứ? Hắn ta là yêu nghiệt của giới vực cấp cao chúng ta, yêu nghiệt xếp hạng 10 vị trí đầu bảng Thương Long cơ mà. Một đám nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao có sắc mặt khó coi như phụ mẫu chết. Trong mắt họ không phải khiếp sợ và ngạc nhiên mà là đau khổ tột cùng, trông rất khó chịu, mắt còn đỏ hoe. Thần thoại đã sụp đổ. Thời đại giới vực cấp cao coi trời bằng vung, coi những giới vực khác như sâu kiến, có thể nhào nặn tùy thích đã qua rồi. Giờ phút này, sự kiêu ngạo và khinh thường tận xương tủy đối với giới vực cấp thấp trong lòng họ đã hoàn toàn vỡ nát. Cái chết của Phong Vô Kỵ khiến họ cảm thấy còn một chút may mắn. Nhưng Trần An chết ngay trước mắt họ đã hoàn toàn đập tan chút may mắn này. Ở trong mắt Lâm Nhất, cái gọi là kiêu ngạo và khinh thường của nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao còn không bằng phân chó, kiếm ở trong tay, cứ chém là được. Kể cả Tiên Vân Chân và Trần Khung đã biết trước thủ đoạn của Lâm Nhất, lúc này cũng phiền muộn, sắc mặt vô cùng phức tạp. Khác với nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao, sau khi kinh ngạc, đám người Nhật Diệu chi địa trở nên hào hứng. Đặc biệt là Liễu Vân, người cũng nắm giữ kiếm ý thông linh, mắt hắn ta đã ươn ướt, tay phải siết chặt run rẩy không ngừng, dướn cổ nói, đây mới là phong thái của kiếm khách, rồi sẽ có một ngày ta cũng sẽ trở thành một người kiếm khách như hắn. Lâm Nhất nói rất đúng, nơi vô chủ, vật vô chủ, người người đều tranh, tại sao ta không thể tranh? Kiếm khách chúng ta sợ gì một trận chiến? Gió lớn rít gào mang theo kiếm ý sắc bén quanh quẩn bốn phương. Cơn gió ấy như đang đọc tên Lâm Nhất, mặc dù những người khác không có mặt ở đây nhưng ánh hào quang của nhát kiếm này sẽ theo mây, theo gió, chiếu rọi khắp mọi nơi trên thế gian. Tên của hắn như loại rượu mạnh nhất thế gian, như ngọn lửa khơi dậy lòng nhiệt huyết của mọi người,
rượu ngon, kiếm tốt. Đợi đến khi mọi thứ lắng đọng lại, rất nhiều nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao nhìn về phía roi huyết mãng. Đi lấy roi huyết mãng về. Một vài bóng người lập tức biến mất, không phải họ thèm muốn roi huyết mãng, dù sao thanh đạo binh này cũng là bảo vật nổi tiếng của giới vực U Vân. Giữa các giới vực cấp cao thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, họ sẽ không dễ dàng trở mặt, ít nhất sẽ không trở mặt vì một thanh đạo binh. Nhưng dù sao nó cũng là đạo binh, giá trị không thể đo đếm, bị người của Nhật Diệu Chi Địa lấy mất cũng không ổn. Tạm thời giữ giúp U Vân giới, đợi sau này gặp rồi trả lại, bản thân những nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao tự nguyện đi lấy thanh đạo binh này có quan hệ khá tốt với U Vân giới. Vèo. Nhưng họ vừa đáp xuống, roi huyết mãng dưới đất đã như sống lại, vụt qua nhanh như chớp. Họ giật nảy mình, đưa mắt nhìn qua thì lập tức giận tái mặt. Ở cuối tầm mắt là một con long miêu không biết xuất hiện từ khi nào, nó đang cầm roi huyết mãng bằng móng. Con long miêu màu đen tuét miệng cười, nghịch roi huyết mãng, nhìn từ xa trông nó hơi mập và bỉ ổi. Súc vật từ đâu tới thế này, không biết sống chết. Sau khi nhìn thấy ngựa huyết long, mấy tên nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao lập tức mắng, không thể kìm nén cơn giận. Lâm Nhất giết chết Trần An bằng một nhát kiếm, họ đã ôm giận trong lòng, ai cũng như một thùng thuốc nổ, chỉ cần châm lửa là sẽ nổ ngay. Lúc này nhìn thấy con long miêu vừa mập vừa đê tiện này cướp roi huyết mãng, họ không kiềm chế được nữa, ngay lập tức bùng nổ. Tiên Vân Trần và Trần Khung cũng nhìn thấy ngựa huyết long, hai người kinh ngạc há to miệng, mắt trợn tròn. Đây không phải ma sủng của Lâm Nhất sao? Tại sao tiểu tổ tông này lại chạy tới đây? Thấy bốn tên nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao đằng đằng sát khí lại gần ngựa huyết long, Tiên Vân Trần và Trần Khung biến sắc, muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng lại không kịp. Giết nó! Tốc độ của họ quá nhanh, mặt mũi ai cũng tràn đầy sát ý, tức giận đùng đùng. Tiên Vân Trần và Trần Khung chưa kịp nhắc nhở, bốn người này đã lao tới trước mặt ngựa huyết long. Người ra tay đầu tiên giận dữ quát, mặt mày trở nên dữ tợn, đi chết đi. Bùm! Nhưng hắn ta vừa dứt lời đã hộc ra một búng máu, ôm ngực quỳ xuống đất, đau tới mức mặt mũi vặn vẹo. Nhanh quá! Mọi người nhìn thấy cảnh này đều khiếp sợ, không thể thấy rõ con long miêu này đã ra tay như thế nào. Đợi đến khi thấy rõ, nó đã lơ lửng trên không trung nhe răng cười, vẻ hung ác thoáng hiện trong mắt nó. Rắc, rắc! Trong khi mọi người đang trợn mắt há hốc mồm, móng vuốt của nó đã vươn hết ra. Chúng lập lòe sắc lạnh, mỏng như cánh ve, nhưng lại cứng cáp như vuốt rồng. Cẩn thận! Ba người còn lại thấy móng vuốt của ngựa huyết long, trên mặt đều lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc. Chúng thật sự quá sắc bén, thoáng chốc đã khiến người ta lạnh sống lưng. Nhưng đã không còn kịp rồi, tốc độ của ngựa huyết long quá nhanh. Cái móng vuốt đen kia lóe lên giữa không trung, khiến tầm mắt người ta hoàn toàn không bắt kịp. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Thoáng chốc, trên ngực ba người đã xuất hiện vài vết cào, vết nào vết nấy máu tươi giàn giụa, miệng vết thương sâu thấy xương. Ở trước mặt của mấy móng vuốt ấy, chân nguyên hộ thể của họ đều y như tờ giấy. Bịch. Sắc mặt ba người tràn ngập đau đớn, ngã thẳng xuống đất, muốn đứng dậy nhưng không tài nào làm được. Điều này, không thể nào. Đám anh tài xuất chúng của giới vực cấp cao đều trợn mắt há hốc mồm. Con long miêu kia một chọi bốn thế mà lại thắng một cách hết sức dễ dàng. Ngựa huyết long mặc kệ vẻ kinh ngạc của đám người kia, cười hì hì rồi đi tới bên cạnh một người. Nó vươn móng vuốt nhắm thẳng tới túi trữ vật trên eo đối phương, động tác thành thạo đến nỗi khiến người xem trợn tròn mắt. Con xúc sinh nhà ngươi, ngươi muốn làm gì? Tên bị đánh quỳ xuống đất cuối cùng mặt mày hoảng sợ, vội vàng bảo vệ túi trữ vật trên eo. Chát! Ngựa huyết long trở vuốt trực tiếp tát một cái, tên kia lập tức đau đến muốn khóc. Gã nên may mắn ngựa huyết long vẫn chưa vươn vuốt, không thì một cái tát ấy thôi đã bay mất nửa đầu rồi. Ngựa huyết long vươn móng vuốt giật lấy túi trữ vật, mở miệng túi ra, nhìn ngó vài lần rồi lập tức toát ra vẻ khinh bỉ, âm thầm lắc đầu. Bất kể là vẻ mặt hay hành động của nó đều khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn nghẹn họng.
Ngựa huyết long thấy trong túi không có thứ gì tốt thì vung móng lên, móng vuốt sắc bén kéo theo làn gió thoáng chốc xé rách quần áo của tên kia. Tên đó lập tức khóc không ra nước mắt, cả người ngoài quần lót ra hầu như đều trần trụi. Bụp! Ngựa huyết long trực tiếp giựt miếng ngọc bội trên cổ gã xuống rồi mới miễn cưỡng gật đầu tha cho tên đó. Trời đất ơi, con long miêu kia từ đâu ra vậy, quả thật là thành tinh luôn rồi. Đáng thương ghế, đường đường là anh tài xuất chúng ở giới vực cấp cao, vậy mà lại bị một con long miêu cướp giật. Đúng là khó tin mà. Sau giây phút yên tĩnh lập tức vang lên vô số tiếng xì xào bàn tán như ong vỡ tổ. Các anh tài xuất chúng của giới vực cấp cao trơ mắt nhìn ngựa huyết long lột sạch bốn người, kinh ngạc đến nỗi muốn rớt tròng. Khóe miệng Tiên Vân Chân và Trần Khung giật tăng tăng, cuối cùng cũng hiểu vì sao lại không tìm được một cọng lông nào trong lầu bảo tàng. Đi theo sau mông tổ tông này mà nhặt được một cọng lông thì chắc cũng rất giỏi. Đó là ma sủng của Lâm Nhất. Bỗng dưng, có người kinh ngạc la lên, khó có thể tin nói. Á đù! Đúng là ma sủng của Lâm Nhất, trước đó ta có thấy, lúc hắn đang vơ vét tài của Tiên Vân Chân thì con long miêu kia cũng ở bên cạnh. Đợi đến khi thân phận của ngựa huyết long bị nhận ra thì thoáng chốc đã nhấc lên một con sóng dữ, lập tức đánh cho đám anh tài kiệt xuất giới vực cấp cao một kích thật mạnh. Ai cũng mặt mày khó coi, hoàn toàn không nói nổi nên lời, chuyện này là sao đây? Lâm Nhất giết chết hai yêu nghiệt tiếng tăm của giới vực cấp cao cũng thôi đi. Ma sủng của hắn thế mà còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đúng là không chừa cho người ta một con đường sống nào mà. Chấm chấm chấm. Trong mật thất bịt kín của kết giới hỏa diễm. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, cẩn thận cất táng hoa đi. Thanh kiếm này chỉ còn lại một chút nữa là có thể thăng lên đạo binh. Kế tiếp vẫn nên cố gắng không ra tay, không thì cứ ngắt quãng sự nuôi dưỡng của hoa kim trản chắc chắn sẽ cắt đứt quá trình thăng cấp của nó. Còn chuyện xảy ra bên ngoài kết giới thì Lâm Nhất cũng không biết. Điều duy nhất có thể khẳng định là một kiếm do mình bổ ra hoàn toàn có thể xé rách kết giới. Hắn tự tin như vậy là vì trước đó chỉ bằng phong mang của táng hoa đã có thể đâm xuyên tấm chắn do ánh sáng kia ngưng tụ. Thế nên, dùng táng hoa thi triển Trảm Thiên Tam kiếm thì càng không phải nói, chắc chắn có thể xé rách kết giới này. Còn có thể giết chết Trần An hay không thì lại không dám chắc. May mà, Lâm Nhất cũng không để ý đến chuyện đó lắm. Ánh mắt của hắn rơi lên trên miếng ngọc giản giữa mật thất, trong đó chắc chắn có chứa võ học tạo hóa cao cấp. Trước khi Trần An tiến vào thì Lâm Nhất đã lần mò được 7-8 phần trận văn trong này, trước mắt cũng không có bẫy dập. Hắn nghiên cứu một lát đã hiểu. Vèo. Bước chân Lâm Nhất biến ảo khôn lường, chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt ngọc giản. Lần này cũng không có đụng vào trận văn nào. Tới. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên một tia sáng, vươn tay ngoắc một cái đã nắm lấy ngọc giản màu vàng kia. Nhật Diệu Thần Trưởng. Khi dán ngọc giản lên trán, trong đầu Lâm Nhất lập tức xuất hiện ra bốn chữ cổ lấp lánh ánh vàng. Sau đó, là vô số tin tức không ngừng chui vào đầu hắn. Nhật Diệu Thần Trưởng là quyền pháp do kỳ nhân thượng cổ quan sát mặt trời mà sáng tạo ra. Tu luyện đến đỉnh thì cơ thể có thể tỏa ra ánh sáng sánh ngang được với ánh mặt trời. Quyền pháp là võ học tạo hóa cao cấp, còn là cấp bá giả, vương giả hay đế giả thì phụ thuộc vào tư chất của người tu luyện. Quyền pháp này có sức mạnh rất lớn nên khi tu luyện cực kỳ nguy hiểm, hơi lơ là xíu thôi sẽ bị đốt thành tro. Nếu không có đủ tư chất hay lòng can đảm thì không nên tu luyện nó. Lâm Nhất ngước mắt, nhìn ngọc giản trong tay như nghĩ đến gì đó. Công pháp này cũng khá thú vị, đúng là võ học tạo hóa cao cấp, nhưng cấp bậc còn tùy thuộc vào tư chất của võ giả. Câu kế tiếp cũng rất thú vị, không đủ tư chất thì đừng nên tu luyện. Xong, điều thật sự khiến Lâm Nhất chấn động là câu cuối cùng, nếu sửa chữa đủ bộ thì nó có thể vượt qua võ học tạo hóa. Vượt qua tạo hóa. Đối với Lâm Nhất thì đó gần như là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Giờ chiêu mạnh nhất của hắn là Trảm Thiên Tam Kiếm, song cũng mới là võ học cấp bá giả đỉnh, vẫn còn cách vương giả vẫn một khoảng, hoàn toàn dựa vào kiếm ý của bản thân mới khiến sức mạnh của nó tăng lên. Cũng không biết làm sao để bổ sung đủ, có lẽ vượt qua tạo hóa chỉ là lời nói suông thôi. Nhưng tò mò thật đấy, với tư chất của mình,
không biết có thể tu luyện bộ quyền pháp này đến cấp nào đây. Lâm Nhất cất ngọc giản đi, trên mặt lộ ra vẻ khá là thích thú. Cấp bậc của quyền pháp hoàn toàn dựa trên tư chất của người luyện, vậy ít nhất phải luyện đến vương giả mới được, không thì có hơi phí. Nhật Diệu Thần Trưởng. Trước khi rời đi, Lâm Nhất chợt thay đổi sắc mặt, bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó. Nhật Diệu Thần Trưởng kia rõ ràng là người xưa để lại, nói cách khác phong ấn Nhật Diệu Chi Linh đã từng bị người phá hủy. Không thì, nếu cả phong ấn cũng chưa phá nổi thì muốn đặt công pháp trong bí cảnh do Nhật Diệu Chi Linh biến hóa ra gần như là chuyện không có khả năng. Nếu thật là vậy, mình lấy được Nhật Diệu Chi Linh, cũng có thể phá hủy nó. Lâm Nhất nghĩ đến đây thì trái tim không kiềm nổi đập lên thình thịch. Đi! Tốc độ dưới chân của hắn không khỏi nhanh hơn, đã có cơ hội phá hủy phong ấn thì giá trị của Nhật Diệu Chi Linh lại càng không thể đong đếm được. Vèo, vèo, vèo. Kế tiếp, hắn bèn hóa giải từng vòng cơ quan nhưng bên trong đều trống rỗng, không có bảo vật hay công pháp ngọc giản gì. Lâm Nhất thầm giật mình, có lẽ chỉ có vượt qua thử thách thứ nhất mới có bảo vật. Xem ra, bảo vật sau mỗi thử thách của mọi người đều có sự khác nhau. Không thì, Trần An cũng sẽ không bỏ qua công pháp tạo hóa cấp cao và chẳng hề kích động. Nửa khắc sau, Lâm Nhất chợt biến sắc, rõ ràng cảm nhận được một luồng hỏa diễm dao động một cách mãnh liệt. Nó khiến trái tim người ta run rẩy. Xem ra cũng không xa. Lâm Nhất đẩy nhanh tốc độ, thi triển Đằng Long Quyết, không ngừng lóe lên. Sau khi vượt qua 10 cái mật thất trống rỗng, Lâm Nhất men theo luồng dao động kia đi đến một cái đại điện khá rộng. Đại điện yên tĩnh rộng lớn, trên tường có khắc như bức hình xa xưa. Lâm Nhất nhìn một lượt thì chúng đều là những dị tượng trên đỉnh kết giới. Chim lửa thành bầy bay lên, kim ô trao liệng, thần nhân mọc cánh sau lưng không giận mà uy, có cả người khổng lồ cơ thể bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Mà đằng xua những dị tượng ấy lại là vầng mặt trời khổng lồ. Lẽ nào những dị tượng ấy đều sinh ra bên trong mặt trời, dị nhân móc cánh trên lưng và người khổng lồ cơ thể bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng kia giống y như những vị thần linh. Thế giới này đúng là rộng lớn, Lâm Nhất có chút chấn động và mở mang tầm mắt. Bước vào trong đại điện yên ắng, Lâm Nhất thấy được một cái tế đàn khổng lồ màu đen, chính giữa tế đàn có một ngọn lửa màu vàng bập bùng bao bọc lấy một thứ. Nhật Diệu Chi Linh. Ánh mắt Lâm Nhất thoáng chốc trở nên nóng bỏng, thứ thần bí mà ngọn lửa màu vàng kia bao bọc có lẽ chính là Nhật Diệu Chi Linh. Kết hợp với những bức hình xung quanh và tế đàn cổ xưa kia thì chắc chắn chính là nó. Không thể manh động. Lâm Nhất bình tĩnh lại, không có sốt ruột ra tay, ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh một vòng. Những bức hình xung quanh đều có vài cái khe, hình như bên trong cũng ẩn chứa rất nhiều đường vân vụn vặt lại phức tạp khiến người ta khó có thể phỏng đoán. Đường vân ấy cũng không phải linh văn, thật sự khó mà thấy rõ. Vèo. Cơ thể Lâm Nhất nhoáng lên, dùng một tốc độ cực nhanh thăm dò xung quanh tế đàn một vòng rồi trở về chỗ cũ. Sau khi hắn dừng lại, đại điện cổ xưa vẫn im ắng, không có kích hoạt sát trận. Xem ra, ít nhất thì trước khi lấy Nhật Diệu Chi Linh cũng không có nguy hiểm gì. Trong lòng Lâm Nhất cũng có chút suy tính. Nhưng đang định tiến lên thì có một luồng sát khí đánh tới. Trong con đường đối diện, Thạch Phong gầy như que củi lưng đeo kiếm cổ chậm rãi đi ra, lạnh lùng nói, Lâm Nhất, chẳng phải ta đã cảnh cáo ngươi, đừng đến tranh Nhật Diệu Chi Linh sao? Ánh mắt hắn ta đầy sự khó chịu, giọng điệu lại lạnh lẽo khủng bố, đặc biệt là câu ta đã cảnh cáo cáo, vừa rét lạnh lại tràn ngập sát khí. Cảnh cáo. Chỉ bằng ngươi là yêu nghiệt nằm trong top 10 bảng thương long thì ta phải nghe lời cảnh cáo của ngươi ư. Nếu đối phương đã để lộ sát khí thì đương nhiên Lâm Nhất cũng lười khách sáo với hắn ta. Huống chi, đây cũng không phải lần đầu đối phương đe dọa hắn. Đến ông Bụt cũng biết giận, huống chi là Lâm Nhất. Ánh mắt Thạch Phong bắt đầu lập lòe vẻ lanh lẽo, sắc mặt cũng xa sầm xuống. Trước khi đến Nhật Diệu Chi Địa. Hắn ta hoàn toàn không coi anh tài kiệt xuất ở giới vực cấp thấp như Lâm Nhất ra gì, coi hắn chẳng khác gì con kiến. Nhưng sau khi đối phương giết chết Phong Vô Kỵ trong một kiếm, lại ngông cuồng hống hách, cả hắn ta cũng không coi ra gì. Ta không muốn nói nhảm với ngươi, giờ thì cút đi, ta coi như chưa gặp được ngươi.
Thạch Phong thầm khởi động hai khí hải lớn trong người, trông như đe dọa Lâm Nhất, nhưng thực tế lại đang âm thầm gom góp sát khí, chuẩn bị một kích đánh đối phương bị thương nặng. Thú vị, ta còn sợ bị ngươi thấy sao? Ngươi là cái thá gì vậy? Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ cười cợt, cơ thể nhoáng lên, trực tiếp rơi lên tế đàn, vươn tay về phía Nhật Diệu Chi Linh. Thạch Phong thấy thế thì sát khí trên người lập tức bùng nổ. Lâm Nhất lại chẳng thèm ngó ngàng đến hắn ta, nhìn chằm chằm vào Nhật Diệu Chi Linh bị nắm lấy. Nó được một ngọn lửa màu vàng bao bọc, trông ngọn lửa kia mỏng như cánh vẻ nhưng muốn lấy được Nhật Diệu Chi Linh thì phải phá hủy tấm lá mỏng ấy mới được. Đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì, phải mất chủ thủ đoạn mới làm được. Rắc! Thoáng chốc, ngọn lửa kia đã bị kiếm ý phát ra từ lòng bàn tay Lâm Nhất xuyên thủng. Nhật Diệu Chi Linh cũng lộ ra hình dáng thật của nó. Đó là một miếng kim loại màu đen cỡ bằng bàn tay, mặt ngoài khắc phù văn lấp lánh màu vàng. Chỉ mới lộ ra một góc mà đại điện u ám đã được chiếu sáng rực rỡ chói mắt. Ký hiệu màu vàng cổ xưa kia nhìn thì như tỏa sáng chói mắt, nhưng lại quanh quẩn một luồng khí tức khủng bố khó có thể phá hủy, khóa kín miếng kim loại màu đen ấy lại. Quả nhiên là bị phong ấn. Lâm Nhất vừa nhìn đã nhận ra phù văn màu vàng kia. Nó giống như một sợi xích khóa Nhật Diệu Chi Linh lại, muốn phá hủy nó thì hoàn toàn không phải là điều mà cao thủ thiên phách có thể làm được. Thả Nhật Diệu Chi Linh xuống. Thấy Lâm Nhất hoàn toàn làm lơ mình, chẳng mang đến lời cảnh cáo của mình, đã vậy còn dám chủ động đi lấy Nhật Diệu Chi Linh. Thạch Phong lập tức nổi giận, thoáng chốc đã xông lên tế đàn. Đây đúng là lúc quan trọng để Lâm Nhất lấy được Nhật Diệu Chi Linh nên hắn chỉ liếc đối phương một cái rồi tiếp tục phá hủy ngọn lửa bao bọc bên ngoài. Có lẽ lúc trước, đối phương sẽ là kẻ địch đáng gờm của hắn. Nhưng giờ, Lâm Nhất lại không sợ. Dù làm hai việc cùng một lúc cũng không sợ đối phương giở thủ đoạn gì. Tên kia có thực lực ngang Trần An, hắn chỉ cần chú ý thanh đạo binh trên lưng đối phương chút là được. Có mánh khóe gì cứ việc ra hết đi. Tên khốn nhà ngươi, chán sống à? Trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo, không chút do dự vươn tay nhấn một cái. Trong bất giác, đầu ngón tay hắn ta đã phát ra kiếm quang màu tím sáng lấp lánh như thủy tinh. Nó xuyên thủng hư không, giống như một thanh kiếm sắc lạnh đâm thẳng vào ngực Lâm Nhất. Trong mắt Lâm Nhất toát ra vẻ cười cợt, định dùng kiếm khí ngăn cản khiến mình từ bỏ Nhật Diệu Chi Linh thì Thạch Phong đó không khỏi ngây thơ quá rồi. Nát! Lâm Nhất cong ngón búng một cái vào đầu mũi kiếm khí, trực tiếp dùng kiếm khí bá đạo và mãnh liệt hơn chống lại nó. Rắc, một tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên. Kiếm khí màu tím trông cuồn cuộn đủ để phá hủy hư không lập tức nát bét. Lại là kiếm ý thông linh. Trong mắt Thạch Phong toát ra vẻ sắc lạnh, có chút bực bội rùa. Tên này có tu vi yếu như con kiến, nhưng lại ỷ vào kiếm ý đỉnh phong đại viên mãn khiến mình bó tay bó chân. Cực kỳ khó chịu. Keng. Thạch Phong lười đôi co với đối phương, trực tiếp rút thanh kiếm sau lưng ra một tấc. Thoáng chốc, uy áp thuộc về đạo binh lập tức bắn ra. Ầm ầm. Đợi đến khi Thạch Phong rút hết kiếm ra, vẻ lạnh lẽo nơi mũi kiếm lập tức tỏa ra như thác, trực tiếp chẻ đôi tế đàn. Nhưng Lâm Nhất vẫn có sự đề phòng, từ khi đối phương rút đạo binh ra một tấc thì mũi chân hắn đã nhún một cái. Cơ thể thoăn thoắt như rồng, đạp mây cưỡi gió nhoáng cái đã lui ra ngoài. Xoẹt! Ngọn lửa màu vàng bao bọc lấy Nhật Diệu Chi Linh vẫn đang bóc ra từng mảng một, cả đại điện cũng lung lay theo, tựa như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Thạch Phong giật mình, không ngờ Lâm Nhất chưa rút kiếm nhưng tốc độ phản ứng vẫn nhanh như vậy. Dùng uy áp của đạo binh thế mà lại không thể giữ chặt đối phương một lúc. Kiếm ý thông linh kia quả thật là mạnh quá thể. Mắt thấy ngọn lửa kia không ngừng chóc ra từng mảnh trong tay Lâm Nhất, Nhật Diệu Chi Linh sắp bị hắn lấy ra thì sát khí trong mắt Thạch Phong càng trở nên đậm đặc. Nếu để Lâm Nhất cướp đi Nhật Diệu Chi Linh trước mắt thì hắn ta còn mặt mũi nào sống ở Thương Long cấm giới nữa. Chết đi! Hai khí hải lớn đồng loạt khởi động, chân nguyên ồ ạt như núi mọc lên, đạo binh trong tay Thạch Phong tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Luồng kiếm quang kia y như dòng trường giang cuồn cuộn. Cả đại điện đều tràn ngập kiếm quang, không chừa một khe hở nào. Có chút thú vị đó chứ.
Lâm Nhất từng có một lần kinh nghiệm đánh nhau với Trần An nên cũng không thấy xa lạ khi đối đầu với đạo binh. Kiếm ý dồn vào trong đôi mắt hắn, con người thâm thúy lập tức nở rộ ánh sáng. Sát chiêu của đối phương thoáng chốc đã bị kiếm ý thông linh tìm ra vô số sơ hở. Bôn lôi chảm điện. Kinh hồng phá nhật. Chiêu dương phá hỉa. Hoành đoạn thái A. Huyết chấn sơn hà. Một tay bóc ngọn lửa bên ngoài nhật diệu chi linh, một tay lấy ngón làm kiếm, Lâm Nhất không lùi mà tiến, thoáng vung tay lên thi triển ra một loạt sát chiêu. Những kiếm chiêu ấy không thể chống lại đạo binh, nhưng có thêm kiếm ý thông linh nên kiếm quang tung hoành, dị tượng đan chéo, không ngừng nở rộ. Tầng tầng lớp lớp kiếm quang dùng một khí thế kinh khủng đánh nát kiếm khí như biển của đối phương. Trong thoáng chốc đã phá hủy sát chiêu trông đầy tự tin của Thạch Phong. Bá chảm thiên hạ. Lâm Nhất không đợi đối phương phản ứng đã dùng đánh nhanh thắng nhanh, ỷ vào lợi thế ở mặt kiếm đạo. Khi Thạch Phong còn chưa kịp thay đổi chiêu thức bèn dung hợp dị tượng của nhiều bá kiếm lại, hai ngón tay sắc như đao quét ngang. Phụt. Một kiếm vô cùng bá đạo ấy không những chém nứt tiếng tăm giống như núi cao của hắn ta mà còn để lại một miệng vết thương dữ tợn trên ngực đối phương. Vết thương không coi là nặng, nhưng trong tình huống chưa rút kiếm đã có thể đột phá sự giam cầm của đạo binh làm hắn ta bị thương thì quả thật đã khiến trong lòng Thạch Phong có chút hoảng sợ. Nếu đối phương rút kiếm, vậy một kiếm ấy phải đáng sợ đến mức nào chứ? Táng Hoa công tử, quả nhiên tên xứng với thực. Ha ha! Một tiếng cười âm u lạnh lẽo truyền ra từ trong một đường hầm tối tăm, Mạc Hàn cầm trường kích trong tay chậm rãi đi ra. Nhìn cái vẻ láo liêng của hắn ta, cũng không biết đã quan sát trong tối bao lâu. Thạch Phong suy nghĩ nhanh như chớp, vừa nhìn đã nhận ra ý định của đối phương. Tên kia muốn mình và Lâm Nhất đánh nhau ngươi sống ta chết rồi đi ra nhặt của hời. Xong, không ngờ Lâm Nhất lại mạnh như thế, hoàn toàn có thể làm hai việc cùng một lúc. Thậm chí còn khiến mình thua thiệt, nếu không xuất hiện thì e rằng không còn của mặt nhặt nữa. Khoan đã! Thạch Phong biến sắc, chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng, Mạc Hàn của giới vực Hắc Sa cũng tới thì sao không thấy Trần An đâu? Trần An đâu? Thạch Phong ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất, nghĩ đến một loại khả năng nào đó mà lạnh sống lưng. Có lẽ là chết rồi, ai biết được. Lâm Nhất mặt mày lạnh nhạt, bình tĩnh đáp. Dù sao, hắn chém ra một kiếm kia có sống hay chết cũng chẳng liên quan đến mình, càng không có hứng thú nói cho đối phương biết. Cái tên nhà ngươi. Câu đó nghe vào tai Thạch Phong coi như đối phương đã ngầm thừa nhận mình giết Trần An. Hắn ta lập tức xa sầm nét mặt. Trong đôi ba câu, Mạc Hàng cũng nghe ra chút manh mối, nụ cười trên mặt vụt tắt, sắc mặt đổi tới đổi lui. Thạch Phong, xem ra hôm nay ta và ngươi không hợp tác cũng khó đây. Mặt mày Mạc Hàn tràn đầy nghiêm trọng, tay phải không kiềm được siết chặt trường kích. Đây đúng là chuyện chưa bao giờ nghĩ tới. Vốn tưởng rằng Nhật Diệu Chi Linh sẽ do bốn yêu nghiệt trong top 10 bảng Thương Long bọn họ tranh nhau. Ai mà ngờ được. Hai người trong đó đã lần lượt chết trong tay Lâm Nhất. Phong Vô Kỵ chắc chắn đã chết, còn Trần An thì chưa biết. Song, nghe giọng điệu của Lâm Nhất thì dù hắn ta không chết, chắc cũng bị đánh ra khỏi kết giới hỏa diễm, hoàn toàn mất đi tư cách tranh giành Nhật Diệu Chi Linh. Càng không ngờ là, hai người còn phải hợp tác để đối phó Lâm Nhất. Điều này quả thật là một sự đả kích cùng cực đối với lòng tự trọng của những yêu nghiệt giới vực cấp cao bọn họ. Nhật Diệu Chi Linh chia thế nào, Thạch Phong cau mày, trầm giọng hỏi. Mạc Hàn đanh mặt, lạnh lùng nói, giữa hai ta mà còn phải phân chia rõ vậy ư. Cũng không thể để thứ mà ba giới vực cấp cao nhìn chúng bị một tên thuộc giới vực cấp thấp cướp đi. Ta và ngươi cũng không trị nổi hắn đi đúng không? Rắc, rắc. Trong lúc hai người kết thành đồng minh, ngọn lửa bao vây lấy Nhật Diệu Chi Linh trong lòng bàn tay Lâm Nhất cuối cùng cũng bóc ra. Thoáng chốc, phù văn màu vàng khắc trên Nhật Diệu Chi Linh lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh vàng rực rỡ chiếu sáng cả căn đại điện tối tăm, nhưng dưới ánh sáng ấy, khí tức của Nhật Diệu Chi Linh lại bị bịt kín. Nếu người ngoài không chú ý, thậm chí còn tưởng rằng phù văn màu vàng mới là Nhật Diệu Chi Linh chân chính. Dưới ánh vàng rực rỡ ấy, cả đại điện lập tức lung lay, một sức mạnh hủy diệt nhanh chóng lan ra ngoài. Phút chốc. Đã trải rộng toàn bộ kết giới hỏa diễm,
hình thành vô số cái khe. Rầm, rầm. Dưới sự chấn động kịch liệt ấy, Thạch Phong và Mạc Hàn đều cảm giác được kết giới hỏa diễm sắp sụp đổ. Ánh mắt họ đồng loạt rơi lên Nhật Diệu Chi Linh trong tay Lâm Nhất, mí mắt không kiềm được giật giật. Nhật Diệu Chi Linh thế mà lại bị đối phương cướp được. Hôm nay, hai người các ngươi ai cũng đừng mơ rời đi một cách dễ dàng. Lâm Nhất cất kỹ Nhật Diệu Chi Linh đi để không cần phải phân tâm nữa, một luồng phong mang bỗng sộc thẳng lên trời. Từ sau khi đi vào, hắn đã nhẫn nhịn Thạch Phong này rất lâu rồi, không ngờ đối phương lại càng lúc càng quá đáng. Bây giờ lại còn liên thủ để đối phó với hắn, những kẻ được gọi là yêu nghiệt của giới vực cấp cao này thực là quá vô sỉ. Nếu đã như vậy, cũng đừng trách Lâm Nhất hắn ra tay vô tình. Gương mặt thanh tú của Lâm Nhất lộ ra sát ý cực kỳ băng lạnh, lệ khí vẫn vít giữa hai đầu mày, hắn giống như một thanh hung binh có 102 sắp sửa được rút ra khỏi vỏ, cần huyết tẩy cả bầu trời. Bên ngoài kết giới hỏa diễm, một đám nhân tài của tứ đại giới vực cấp cao sau khi bị huyết long mã đập cho tơi tả, mãi lâu sau mới ổn định lại được cảm xúc, ánh mắt và tầm nhìn đều tập trung hết lên trên kết giới hỏa diễm. Bên trong kết giới có 3 người nữa vẫn chưa ra ngoài. Còn có Mạc Hàn và Thạch Phong cũng đều ở trong đó, nhân tài của giới vực cấp cao đều nín thở. Từ sâu trong nội tâm bọn họ âm thầm mong cho hai người này có thể giữ gìn được vinh quang của giới vực cấp cao, sau đó đánh bại Lâm Nhất lấy về được Nhật Diệu Chi Linh. Nhưng cảnh tượng lúc Trần An chết vẫn khiến bọn họ quá mức chấn động, một đám nhân tài của giới vực cấp cao đều thầm cảm thấy không thực sự chắc chắn. Uỳnh ầm ầm. Đúng vào lúc bầu không khí đang vô cùng căng thẳng. Kết giới hỏa diễm bỗng nhiên rung lên bần bật, trên bề mặt kết giới có thể nhìn thấy được những vết nứt đang lan ra rất nhanh. Không xong. Kết giới sắp nổ rồi. Nhật Diệu Chi Linh đã bị ai đó lấy được rồi. Sắc mặt cả đám người đều tái mét, không dám ở lại đây lâu thêm nữa, vội vàng dang rộng hai tay bay ngược về phía sau. Ầm. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, kết giới hỏa diễm bỗng nhiên phát nổ tan tành, ánh lửa ngập trời bùng lên. Ngọn lửa chói mắt kia chiếu đỏ rực khắp cả một vùng trời, có 3 bóng người bay vọt ra từ trong ánh lửa trông vô cùng nổi bật. Không còn nghi ngờ gì, 3 người này đương nhiên là Lâm Nhất, Mạc Hàn và Thạch Phong. Giây phút khi Lâm Nhất triệt để rút được Nhật Diệu Chi Linh ra, kết giới hỏa diễm này cũng không thể tiếp tục duy trì được nữa mà sụp đổ hoàn toàn. 3 người vốn dĩ đang đứng đối diện nhau bên trong đại điện cũng bất đắc dĩ phải bay ra ngoài, xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. So với phong mang và lệ khí giữa đầu mày Lâm Nhất thì sắc mặt của Mạc Hàn và Thạch Phong đều trông có vẻ rất khó coi, đặc biệt là khi so sánh với nhau thì nó trở nên vô cùng rõ ràng. Những người xung quanh thấy vậy càng không kiềm được bắt đầu xì xào bàn tán. Nhật Diệu Chi Linh này không phải là bị Lâm Nhất lấy được rồi đấy chứ? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của tất cả đám nhân tài giới vực cấp cao đều trở nên vô cùng phức tạp, trong lòng lại càng thấp thỏm bất an. Lâm Nhất, người đã giết chết Phong Vô Kỵ, giới vực huyết cốt trong giới vực cấp cao còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Đừng có chặn hết đường lui của mình như thế nữa, nếu ngươi có thể giao Nhật Diệu Chi Linh ra đây, giới vực Hắc Sa và U Vân có thể bảo đảm cho ngươi không phải chết. Ánh mắt của Hàn Mạc lóe lên, lạnh lùng nói. Đám nhân tài của giới vực cấp cao vốn đã chờ đợi ở đây từ lâu, trong đầu bỗng nổ ầm một tiếng, Nhật Diệu Chi Linh thực sự đã bị Lâm Nhất lấy được rồi. Bảo đảm ta không chết. Khóe miệng Lâm Nhất cong lên thành nụ cười châm chọc, hờ hững nói, ngươi vẫn nên quan tâm hơn đến hoàn cảnh của mình đi, ta từng nói, hôm nay hai người các ngươi ai cũng đừng mong có thể dễ dàng rời đi. Ngông cuồng, chúng ta liên thủ, ngươi cho rằng bản thân vẫn còn đường sống chắc. Thạch Phong lạnh lùng hừ một tiếng sau đó ra tay trước. Rầm. Bóng người thấp thoáng, uy lực dung hòa từ chân nguyên và đạo binh của hai đại khí huyết trên người bọn họ tạo thành một kiếm mang màu tím dài gần trăm trượng, ánh tím chói mắt, lóe lên rồi biến mất. Đừng hối hận. Hàn mang xẹt nhanh qua trong mắt Lâm Nhất, bây giờ hắn đã thực sự nổi giận rồi. Bất kể là Hàn Mạc hay là Thạch Phong, đều là yêu nghiệt sở hữu đạo binh của giới vực cấp cao. Tu vi càng đừng nói cao hơn hắn biết bao nhiêu lần. Hai người trên cả đoạn đường đi đến đây đều dồn ép hắn cũng thôi, giờ lại còn liên thủ với nhau, chuyện này đã triệt để chọc vào giới hạn của hắn rồi.
Chính giây phút ý nghĩ này xuất hiện, trên người Lâm Nhất bỗng có kiếm ý thông linh bất diệt rít gào bùng lên, thương long bất diệt thương long. Loại phong mang kia tựa như có một con rồng từ trong cơ thể phóng vọt ra ngoài, lạnh lùng vô tình, tàn khốc máu tanh. Phá! Hai đại kiếm quyết của Lâm Nhất đồng thời vận chuyển, dị tượng của thần thụ Thanh Tiêu và Hoa Tử Diên nở sau lưng như ẩn như hiện. Hai ngón tay hợp nhất, chân nguyên rồi rào được kiếm ý khống chế lập tức bùng phát ra. Rắc! Trong âm thanh kim thạch nứt vỡ, kiếm mang màu tím được dung hòa từ chân nguyên và uy lực đạo binh của đối phương lập tức vỡ tan. Lâm Nhất cũng không mấy dễ chịu, một đòn này dù gì hắn cũng chưa rút kiếm, bị dư âm truyền đến chấn động. Ngũ tạng lục phủ bên trong cơ thể quay cuồng nhộn nhạo, thấp thoáng như muốn nứt ra, táng hoa kiếm bên trong kiếm hạp sau lưng rung lên bần bật. Nó gắn liền với tâm ý của Lâm Nhất, thấy Lâm Nhất bị đối phương dựa vào thế trên của đạo binh mà ức hiếp hắn thì trong lòng liền vô cùng căm phẫn, muốn thoát khỏi vỏ bay ra. Lâm Nhất cố gắng đè ép lại táng hoa, không để nó bay ra khỏi vỏ, bây giờ là lúc quan trọng nhất để nó thăng cấp lên đạo binh. Lúc này mà bị cắt ngang, nếu như mùi hương của lưu quang kim chản mà không đủ dùng thì lần sau thăng cấp không biết còn phải đợi đến khi nào. Ta còn tưởng thằng nhóc nhà ngươi mạnh cỡ nào, không có đạo binh, ngươi trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Bên ngoài rộng rãi hơn rất nhiều so với không gian kín bưng bên trong đại điện, uy lực của cổ kiếm trong tay Thạch Phong càng bùng phát mạnh mẽ, chỉ một đòn mà đã thắng được chút thế, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Phải không? Lâm Nhất lạnh lùng cười đáp, thần sắc trong đáy mắt thoáng vẻ khinh thường. Rắc! Lời vừa dứt, một kiếm mà Lâm Nhất tung ra đã chém nát dư âm còn sót lại từ quang mang màu tím của đối phương, kiếm thế khủng khiếp vẫn tiếp tục rít gào tiến tới. Keng, keng, keng! Thạch Phong vung tay đỡ, một chưởng đánh vỡ kiếm quang đang tập kích đến, hắn ta có lòng muốn tranh đấu với đối phương, nhưng vẫn chưa dùng đạo binh để chặn lại những kiếm quang này. Nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn ta thoát cái thay đổi hai chân bước lùi về sau mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại được. Đáng chết! So đấu một hồi, rất rõ ràng có thể thấy được, rốt cuộc là ai không có đạo binh thì càng chẳng là cái thá gì. Hàn Mạc, còn không ra tay, định đợi đến lúc nào, Thạch Phong sa sầm mặt mũi, dùng giọng lạnh băng nói. He he, he he, đến đây! Hàn Mạc cười dữ tợn. Lập tức thét lên một tiếng. Quỳnh! Trường kích trong tay như một con hung thú thượng cổ sống dậy, lệ khí điên cuồng tràn ra khắp tứ phía, chỉ trong tích tắc đã len lỏi khắp mọi nơi trong hư không, cho đến khi đánh đến trước mặt Lâm Nhất. Thạch Phong cũng đồng thời không hề lưu tình, khí thế toàn thân hắn ta được đẩy lên mức đỉnh phong, chỉ thấy một bóng kiếm quang bá khí dồi dào, kèm theo đó là kiếm uy vô biên, cùng với trường kích đang tích lũy sức mạnh chờ đợi thời cơ tấn công. Sau đó một trước một sau đánh về phía Lâm Nhất. Uỳnh ầm ầm. Hai đạo binh đồng thời liên thủ, uy áp khủng bố cỡ này khiến cho cả vùng đất trời rung chuyển. Vẻ mặt những người bên cạnh đều biến sắc, cho dù là đám nhân tài của giới vực cấp cao kia cũng đều trông có vẻ nghiêm trọng. Ai có thể ngờ đến, một Lâm Nhất lại có thể dồn ép yêu nghiệt trong 10 hạng đầu của bảng Thương Long đến mức này. Liên thủ thì cũng thôi đi, lại còn đồng thời tế ra đạo binh. Đã thế còn ra tay không hề lưu tình. Chỉ một thoáng, hai đạo binh đồng thời phát ra uy lực, cục diện nguy hiểm, bất luận là ai nằm trong hoàn cảnh này, sợ là cũng sẽ phải cảm thấy chút tuyệt vọng. Mái tóc dài tung bay, Lâm Nhất mở hai bàn tay ra, giờ này phút này, trong tay hắn không có kiếm, nhưng lại chẳng hề sợ hãi, tất cả những gì hắn nhớ đến nghĩ đến, chỉ là trong lòng vẫn luôn hướng về phía trước, một lòng hướng kiếm, quyết tiến không lùi. Ong, ong, ong. Táng hoa bên trong kiếm hạp sau lưng liều mạng giãy giụa, muốn xông thẳng ra ngoài, nhưng đều bị Lâm Nhất ấn chặt lại. Đừng vội. Lâm Nhất khẽ giọng an ủi một câu, sau đó nhìn về phía hai người, lạnh lùng nói, chơi với các ngươi một chút vậy. Thương long bất diệt thương long. Kiếm ý thông linh đỉnh phong viên mãn bị Lâm Nhất đẩy lên cực hạn, kiếm quang hai màu tím xanh bao phủ khắp toàn thân. Lâm Nhất dùng ngón tay thay kiếm, đồng thời sử dụng Thanh Tiêu kiếm quyết và Tử Diên kiếm quyết. Kiếm thế mênh mông, phong lôi thịnh nộ, Thanh Tiêu múa vờn, Tử Diên bay cao. Keng, 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 keng. Bóng người lúc mờ lúc ảo,
kiếm quang tung hoành, có âm thanh va chạm dữ dội vang lên không ngừng, liên miên không ngớt. Màn giao đấu kinh thiên động địa giống như cuồng phong bão táp đánh úp đất trời, chẳng ngơi nghỉ lấy một giây. Cuộc chiến đấu dữ dội và tàn khốc cứ tiếp diễn không ngừng, chân nguyên ở giữa không trung sao động liên miên, dị tượng này át đi dị tượng nọ, kiếm quang giao nhau, máu tươi văng tung tóe. Lâm Nhất lấy một địch hai, nhìn thì như một chiếc thuyền đơn độc trong cơn giông bão, nhưng từ đầu đến cuối kiếm ý của hắn đều chưa từng bị dao động hỗn loạn. Một thân áo sam xanh đã nhuốm đỏ từ lâu. Đáng sợ quá, uy lực của đạo binh thật khủng khiếp. Hai đạo binh liên thủ, kiếm ý của Lâm Nhất hoàn toàn bị áp chế, yếu thế về tu vi lập tức bộc lộ ra rồi. Thanh táng hoa trong tay Lâm Nhất kia rốt cuộc chẳng phải đạo binh, hơi yếu thế một chút. Dưới sức liên thủ của hai đạo binh gần như không thể thoát ra khỏi vỏ, sợ là chỉ chạm nhẹ thôi cũng sẽ gãy mất rồi. Lâm Nhất có chút nguy hiểm rồi. Nhóm người lùi về phía xa kia thấy được cảnh tượng đáng kinh hãi này đều cảm thấy giật mình bàng hoàng không thôi. Rất nhiều nhân tài của Nhật Diệu chi địa trông thấy tình huống như vậy, đáy mắt đều lộ ra vẻ đáng tiếc. Có thể tay không giao đấu với hai đại yêu nghiệt, Lâm Nhất đã đủ trái với lẽ thường rồi, đáng tiếc dù sao thì hắn cũng không có đạo binh. Thất bại, đối mặt với cái chết chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Bỗng nhiên, trong lòng Lâm Nhất thoáng cảm nhận được, táng hoa đã không còn dãy dụa nữa, táng hoa đã thành công thăng cấp trước hạn định dưới những đòn tấn công của hai đại đạo binh kia. Tiểu tử, đừng trách hai chúng ta ức hiếp ngươi. Muốn trách thì trách ngươi không có đạo binh, đáng đời bị như vậy. Thạch Phong thấy Lâm Nhất không hề động đậy gì, tưởng là hắn đã lộ ra sơ hở, sắc mặt trở nên đặc biệt dữ tợn. Cổ kiếm trong tay bùng lên ánh tím, uy áp của đạo binh hạ phẩm này dường như bị hắn ta đẩy lên hết mức, phẫn nộ quát đến đây thôi. Lập tức, thanh thế khủng khiếp của một kiếm ập xuống bao trùm cả người Lâm Nhất vào bên trong. Kiếm mang màu tím có mặt khắp nơi mọi chốn. Giống như một lao tù nặng nề bịt kín mọi con đường rút lui của Lâm Nhất. Chết đi! Dưới thanh thế cỡ này, cổ kiếm trong tay Thạch Phong giống như tấm bùa đòi mạng đang không ngừng tiến sát đến gần Lâm Nhất. Nhưng đúng vào lúc này, đáy mắt Lâm Nhất lóe lên ánh sáng chói mắt, kiếm hạp sau lưng bỗng nhiên tách một tiếng, nặng nề bật mở ra. Hoa lưu quang kim chản bị nghiền nát bên trong kiếm hạp bỗng văng hết ra ngoài. Giống như luồng lưu quang ánh kim bùng lên khắp xung quanh người Lâm Nhất. Ào! Lâm Nhất vươn tay chiêu gọi, tay trái nắm vỏ kiếm đặt ngang trước người, tay phải thì đặt lên đốc kiếm của táng hoa. Hắn và táng hoa có tâm ý tương thông, gắn liền với nhau, giây phút khi đốc kiếm chạm vào lòng bàn tay, dường như có dòng máu cùng sinh ra. Giây phút đó, có vô vàn cảm xúc từ trong kiếm truyền đến, cảm xúc đầu tiên chính là lửa giận ngập trời. Có cơn thịnh nộ đối với Thạch Phong và Hàn Mạc, cũng có cơn giận với Lâm Nhất. Nó thân là kiếm trong tay Lâm Nhất, không muốn, không bằng lòng, không đành lòng nhìn thấy hắn bị binh khí khác ức hiếp. Nó hận bản thân không phải là đạo binh, nhưng cũng hận Lâm Nhất không bằng lòng tin tưởng nó, cho dù không phải đạo binh, táng hoa nó cũng lại sợ gì đám hề nhảy nhót này. Xin lỗi, để ngươi phải chịu uất ức rồi. Sống mũi Lâm Nhất cay cay. Nhẹ giọng thầm nói trong lòng, hắn vì muốn tốt cho táng hoa, nhưng xét cho cùng đúng là không nghĩ gì đến cảm xúc của táng hoa rồi. Táng hoa bên trong vỏ kiếm rung lên tựa như tiếng khóc than, nó muốn nói rằng mình thật ra không hề uất ức, bản thân nó không có tích sự gì nên mới để Lâm Nhất phải chịu uất ức như vậy. Nhưng nó có linh mà lại không có trí, không thể biểu lộ ra ngoài một cách rõ ràng được, chỉ đành sốt ruột rung lên. Nửa đời bèo giạt mây trôi, một đêm mưa lạnh chôn vùi danh hoa. Hồn là bông liễu gặp gió bay tan tác, người đi ta ở, hai thu về. Trong mắt Lâm Nhất bỗng nhiều bùng lên ánh sáng chói lòa, tài hoa bộc lộ rõ ràng, nhìn về phía Thạch Phong đang giết đến, lạnh lùng nói, chỉ là thứ kém cỏi cũng muốn sánh với táng hoa. Ở trong thiên hạ này, ai cạnh bên ta? Duy chỉ có táng hoa. Người không phụ ta. Ta không phụ người. Khí chất cả người Lâm Nhất dường như thay đổi hoàn toàn, phong mang sắc bén từ trong ra ngoài điên cuồng bắn ra. Kiếm mang màu tím tựa như lao tù khóa chặt một phương trời cũng bắt đầu rung lên bần bật trước khí thế cỡ này, trong cơ thể Lâm Nhất giống như có con mãnh thú có 102 nào đó sắp sửa nhào ra.
giả thần giả quỷ, bây giờ rút kiếm ra cũng muộn rồi. Thạch Phong thực sự không tin, đối phương trong hoàn cảnh bị hai đại đạo binh liên thủ với nhau thế này thì còn có thể có cơ hội gì để lật ngược tình thế chứ? Huống hồ Lâm Nhất bây giờ bị thương không nhẹ, bây giờ rút kiếm cũng chỉ như châu chấu đá xe mà thôi. Leng keng. Nhưng khi một kiếm này của Thạch Phong chém xuống, giữa trời đất bỗng như có kiếm quang chói lòa bùng lên. Đó là loại kiếm quang đáng kinh ngạc biết bao, chỉ một tấc đã đủ để chiếu sáng cả một vùng trời đất, kiếm mang màu tím đan xen nhau tựa như lao tù kia lập tức vỡ nát. Ai nói ta không có đạo binh? Trong mắt Lâm Nhất bùng lên hàn mang, khi kiếm thân kia được rút hoàn toàn ra khỏi vỏ, cổ tay hắn rung mạnh một cái. Rắc, 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 rắc. Uy lực khủng bố của đạo binh bùng lên từ thân kiếm của Táng Hoa, ánh sáng dần chạy dọc khắp thân kiếm, đánh tan mây đen đang không ngừng kéo đến. Kiếm mang dồi dào đến mức không thể đo lường được, giống như vầng hạo nhật từ trên trời đáp xuống, tốc độ hệt một tia chớp đánh thẳng về phía Thạch Phong. Rõ ràng Thạch Phong nhào người lên không trung, một kiếm từ trên cao chém xuống, nhưng sau khi Táng Hoa được tuốt khỏi vỏ. Khí thế của Lâm Nhất bỗng nhiên tăng vọt. Hắn giống như một người khổng lồ thân cao nghìn trượng, lạnh lùng cúi mắt nhìn khắp bầu trời, Thạch Phong trong mắt hắn chỉ nhỏ bé như một con kiến hôi. Đáng chết! Thạch Phong hoảng hồn kinh hãi, bị dọa cho sắc mặt thoát cái trắng bệch, biến cố đột nhiên xuất hiện này khiến hắn ta hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Điều này sao có thế? Khí thế của đối phương rõ ràng đã chạm đến đáy vực vực rồi, một kiếm của hắn ta sẽ khiến đối phương chết chắc mới đúng. Nhưng sau khi Táng Hoa được tuốt khỏi vỏ thì tất cả đều đã xoay chuyển hoàn toàn. Trong lúc nguy cấp, Thạch Phong không kịp chuyển công thành thủ, vội vàng vung kiếm lên đỡ. Rầm. Nhưng dưới kiếm quang như vầng hạo nhật này, một kiếm trong lúc vội vã của hắn ta há có thể đỡ được, kiếm mang của hắn ta như một cành cây khô dễ dàng bị bẻ gãy, kiếm thế hoàn toàn bị đánh nát tan tành, uy lực của đạo binh cũng biến mất hoàn toàn. Táng Hoa vốn đã nhẫn nhịn từ lâu nay bùng lên vẻ dữ tợn và hung hãn, kiếm mang khoáng đạt phát tán ra tựa như ngọn lửa hừng hực ngất trời, thoáng chốc nuốt chửng đối phương. Không. Tất cả mọi người chỉ nghe thấy tiếng thét thảm thiết, khi kiếm quang chôn vùi Thạch Phong vào bên trong, chỉ chốc lát hắn ta đã bị chém thành 4-5 mảnh. Trong quang mang nhức mắt, tứ chi bắn vọt ra ngoài, một kiếm đã khiến hắn ta phải chết không toàn thây. Người không phụ ta. Ta không phụ người. Ong ong. Quang mang từ Táng Hoa trong tay Lâm Nhất đã thu lại, thân kiếm rung lên phát ra âm thanh bi ai rung động đất trời, khiến mọi người giật mình hoảng hốt, người nghe xúc động. Cái này. Mạc Hàn ở bên cạnh đang chờ đợi thời cơ hành động, trông thấy cảnh này lập tức bị dọa cho sợ ngây người. Giết người chỉ cần một kiếm. Chỉ là một kiếm, thậm chí còn chưa cả thi triển sát chiêu. Chỉ dựa vào mỗi phong mang của Táng Hoa mà đã giết chết được Thạch Phong. Nhanh đến mức khiến người ta không kịp suy nghĩ, mới giây trước Thạch Phong còn đang chiếm ưu thế chủ động tuyệt đối, vậy mà giây sau đã chết ngay tại chỗ, bị chém thành 4-5 mảnh. Chạy! Chỗ này không thể ở lại được nữa rồi. Hàn Mạc lập tức tỉnh táo lại, đáy mắt lóe lên vẻ cực kỳ quyết đoán, gần như không hề có bất kỳ do dự nào mà xoay người điên cuồng lui ra xa. Đợi sau khi hắn ta đáp xuống mặt đất, thu lại đạo binh trong tay, hai tay không ngừng kết thủ ấn. Ào! Chỉ thấy ánh sáng màu đen quanh người hắn ta lóe lên, cơ thể điên cuồng lắc lư, đợi sau khi hắn ta nôn ra một búng máu tươi. Chớp mắt biến hóa thành 18 bóng mờ, mỗi một cái bóng đều lập tức biến hóa thành hình dáng của Hắc Sa, sau đó độn thổ trốn xa về phía 18 hướng khác nhau. Động tác nhanh nhẹn, một hơi đã hoàn thành. Nhanh đến mức khiến mọi người kinh ngạc. Rất rõ ràng đây là bí thuật mà giới vực Hắc Sa dùng để bảo vệ tính mạng, cái giá phải trả là tương đối lớn. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Ánh mắt của Lâm Nhất quét qua, sau khi giết chết Thạch Phong xong hầu như không hề có một giây nào dừng lại, bàn tay phải nắm chặt Táng Hoa khẽ rung một cái. Rầm. Kiếm quang sáng chói như ánh mặt trời ở giữa không trung chia tách thành hơn 10 luồng kiếm mang. Dường như vào giây phút khi Mạc Hàn thi triển xong bí thuật thì kiếm quang đã lập tức đuổi theo sau, chỉ loáng cái đã chém nát 16 bóng mờ của đối phương. Còn hai cái bóng mờ còn lại, ở giữa không trung đồng thời nôn ra một búng máu tươi,
quang mang rõ ràng đã ảm đạm đi nhiều. Đầu mày Lâm Nhất khẽ nhíu lại, đám giới vực cấp cao này quả thực có chút thủ đoạn, chỉ còn lại hai bóng mờ gần như hoàn toàn giống hệt, khó mà phân biệt được thật giả. Phụt! Sau khi phất ra một luồng kiếm quang, Lâm Nhất lười chẳng muốn đi xem người này sống hay chết. Nếu như người này không may mắn, bị chém trúng người mà chết thì cũng coi như chết đi, cho dù có may mắn nhặt lại được một mạng thì không mất đến nửa năm cũng sẽ chẳng hồi phục lại được. Giữa đất trời, một bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Tiếng gió điên cuồng rít gào nhưng tất cả mọi người phảng phất như chẳng nghe lọt tai, ánh mắt của bọn họ đều dừng lại trên người Lâm Nhất. Bất kể là võ giả của Nhật Diệu Chi Địa, hay là nhân tài của giới vực cấp cao, ai nấy đều trợn tròn mắt, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Bảo kiếm tên là Táng Hoa kia, không tuốt khỏi vỏ thì thôi, giây phút khi nó tuốt ra khỏi vỏ thì đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Chỉ nửa tấc kiếm quang đã đánh tan được uy áp của đạo binh trong tay Thạch Phong, đợi đến khi hoàn toàn được rút khỏi vỏ thì Thạch Phong còn chưa kịp phản ứng đã bị chém thành 4-5 mảnh. Hắn ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Nhất, điều này đã đủ chứng minh, trước đó hắn ta hoàn toàn chỉ ỷ vào uy lực của đạo binh. Không có đạo binh, hắn ta ở trước mặt Lâm Nhất chẳng khác gì loài kiến hôi. Nhưng nghĩ đến thân phận của Thạch Phong, vẻ mặt của rất nhiều nhân tài bên giới vực cấp cao đều càng trở nên phức tạp. Yêu Nghiệt nằm trong 10 thứ hạng đầu của bảng Thương Long, ở trước mặt Lâm Nhất lại kém cỏi đến thế. Đợi đến khi thực lực của hắn tăng thêm một bậc nữa thì trên bảng Thương Long không biết sẽ còn phải nổi lên sóng gió gì nữa. Sau khi đã tỉnh táo lại, từng ánh mắt kinh hãi đến tuyệt vọng đều tập trung hết lên trên người Lâm Nhất. Thạch Phong thế mà cũng chết rồi. Ba yêu nghiệt thực lực rất mạnh trong 10 hạng đầu của bảng Thương Long, một người một kiếm, đều đã chết cả trong tay Lâm Nhất. Mạc Hàn miễn cưỡng trốn được thì cũng chật vật không kém. Phải lấy tu vi bản nguyên để tế ra bí thuật mà cũng không thể khiến hắn ta rời đi một cách ung dung được, phải bỏ lại nửa cái mạng ở chỗ này. Bốn yêu nghiệt thực lực mạnh mẽ tranh đoạt Nhật Diệu Chi Linh rốt cuộc lại trở thành một trò cười. Tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng, sau khi sự việc lần này kết thúc, tin tức truyền ra sẽ tạo nên một làn sóng dữ dội trong khu vực Thương Long. Với tính cách có thù tất báo của các giới vực cấp cao, ắt sẽ mở ra chiến dịch truy sát Lâm Nhất. Lên trời xuống biển cũng sẽ không tha cho hắn. Quá điên cuồng rồi. Biết rõ hậu quả sau khi đắc tội với giới vực cấp cao nhưng kiếm trong tay lại chưa từng có một giây nào do dự. Dẫm nát cái gọi là sự tự kiêu của nhân tài trong giới vực cấp cao, một kiếm giết một người, dễ dàng giống như giết gà giết chó, giống như bẻ gãy một thanh củi mục. Lâm Nhất chẳng hề để tâm đến những ánh mắt kia. Tầm mắt của hắn đặt lên thân kiếm Táng Hoa này đã thăng cấp thành đạo binh, hoa văn phức tạp trên thân kiếm càng lộ ra vẻ huyền diệu. Thông thường lạc ấn của đạo binh hạ phẩm đều là những thánh văn bình thường, nhưng thánh văn lạc ấn trên Táng Hoa này lại có chút khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt, nhìn lâu thậm chí còn có cảm giác hồn phách đều bị hút vào bên trong. Ở mặt ngoài của những hoa văn này còn có một chút đường vân tối màu như có như không. Dường như đang ám chỉ. Phong mang của kiếm này tuyệt đối không chỉ dừng lại như vậy. Táng Hoa trước mắt hẳn nằm trong khoảng từ đạo binh trung phẩm đến đạo binh thượng phẩm rồi, thậm chí có thể còn đáng sợ hơn thế. Vẻ mặt Lâm Nhất nghiêm trọng, khẽ giọng đáp lại, đời này quyết không phụ người. Ong, ong. Thân kiếm bùng lên phong mang chói lòa trong lúc rung lên, như thể đang đáp lại lời hứa của Lâm Nhất, trải qua trận chiến này. Sự ăn ý giữa Táng Hoa và Lâm Nhất đã đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Cùng sống cùng chết, vui buồn có nhau. Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong đám bụi mù mịt trước mắt, huyết long mã sau khi thu lại túi chữ vật và đạo binh của Thạch Phong thì đang tăng tốc chạy vọt về phía hắn. Tên ngốc này, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Trên mặt Lâm Nhất lộ ra ý cười, trong lòng cũng thầm thở phào. Xem ra Ly Thiên Niên Hỏa kia đã bị huyết long mã tiêu hóa hoàn toàn rồi, rốt cuộc cũng khiến cho hắn yên tâm một chút. Nhật Diệu Chi Linh đã đến tay, phiền phức cũng đã tạm thời được giải quyết, chỗ thị phi như này không cần thiết phải ở lại nữa. Đợi đến khi huyết long mã đã chạy đến bên cạnh vai Lâm Nhất, hắn nhìn thấy nhóm người Trần Huyền trong đám người, âm thầm truyền âm cho bọn họ xong liền lập tức xoay người rời đi. Nửa canh giờ sau. Nơi đã hẹn trước đó,
nhóm người Trần Huyền gặp được Lâm Nhất, thần sắc trong mắt khó nén nổi sự rung động bàng hoàng. Bốn yêu nghiệt thực lực mạnh mẽ, ba chết một bỏ trốn, hơn nữa đều chết bởi một kiếm, phong thái hung hãn bá đạo này quả thực giống như sát thần bước ra từ địa ngục. Cho dù là tận mắt chứng kiến tất cả, mấy người bọn họ vẫn có chút không dám tin, như thể mọi thứ đều chỉ là mơ. Phải biết là trước khi đi vào trong di tích Long Thành, Lâm Nhất đã từng đồng hành với bọn họ rất lâu, lúc đó hoàn toàn không ngờ được đối phương lại khủng bố như vậy. Chẳng bao lâu nữa, danh hiệu công tử Táng Hoa ắt sẽ được truyền tụng sục sôi trên con đường thông thiên này. Lâm Nhất, lần này rắc rối to rồi. Trên con đường thông thiên này, còn chưa có ai sau khi đắc tội với giới vực cấp cao xong mà có thể sống sót, huynh thì hay rồi. Đồng thời đắc tội luôn với tam đại giới vực cấp cao, nhất là giới vực huyết cốt kia, chiều sâu trong nền tảng của bọn họ nổi tiếng khắp trên con đường thông thiên này. Trần Huyền than thở, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Giết một người là giết, giết ba người cũng là giết. Huống hồ, những giới vực cấp cao này coi chúng ta như kiến hôi, ta giết hay không giết, trong mắt bọn họ ta cũng chỉ là người mà bọn họ tùy ý liền có thể bóp chết. Lâm Nhất cười nhạt. Vẻ mặt bình tĩnh. Mấy người đều thoáng ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp, suy xét một hồi sau mới tỉnh ngộ, trong đáy mắt đều ánh lên vẻ khác lạ. Ý mà Lâm Nhất muốn nói đến thật quá đáng sợ, hắn rõ ràng đang nói, dù cho giới vực cấp cao có coi bọn họ như kiến hôi đi chăng nữa, thì bản thân vì sao cũng lại không coi bọn chúng như kiến hôi, nếu đã là kiến hôi, thì giết cũng là giết, ai sẽ vì chuyện giết một con kiến mà phải sợ sệt chứ? Người nếu kính ta, ta ắt sẽ kính lại người. Người nếu phạm ta, ta hà tất phải nhún nhường. Trên con đường thông thiên, vốn dĩ kẻ mạnh luôn được tôn kính, nếu như không phục, một kiếm trừ khử là xong. Tiếp sau đây dự định làm thế nào, Trần Huyền mở lời hỏi. Lâm Nhất trầm giọng nói, ta sẽ rời khỏi chỗ này trước khi tiến vào cấm giới Thương Long, cố gắng vượt qua kiếp thiên phách. Ngoại trừ độ kiếp thiên phách ra. Lâm Nhất lần này còn thu được hai môn võ học tạo hóa cấp cao là Thập Huyền Biến và Nhật Diệu Thần Trưởng. Cái trước là võ học tạo hóa cấp đế giả, cần phải đạt đến thiên phách tầng thứ hai mới có thể tu luyện, nhưng cái sau thì bây giờ hắn đã có thể tu luyện được rồi. Một khi tu luyện thành công võ học tạo hóa cấp cao, cho dù thực sự gặp phải truy sát của giới vực cấp cao thì Lâm Nhất cũng tự tin có thể bảo vệ được chính mình. Lần này đi di tích Long Thành hắn đã thu hoạch được rất nhiều. Lại nghĩ đến rượu ngon Long tộc, thiên nhiên hỏa cùng với hơn một vạn viên tinh thần đan bên trong túi chữ vật, nguồn tài nguyên khổng lồ như vậy, lại thêm Nhật Diệu Thần Trưởng, ắt sẽ khiến thực lực của Lâm Nhất tăng vọt. Đợi đến sau khi thăng cấp lên thiên phách tầng thứ nhất thì lại càng không dám tưởng tượng sẽ có thay đổi kinh người ra sao. Đến lúc đó đối mặt với cuộc vây giết của tam đại giới vực cấp cao, cũng chưa chắc là không có tư cách để đấu lại. Những bạn bè của ta ở trong thành lôi hỏa, đành nhờ cả vào mấy vị rồi. Lâm Nhất chắp tay nói. Yên tâm, Lâm huynh có ơn cứu mạng với ta, việc này ta sẽ đích thân đi làm. Trần Huyền gật đầu, giao một tấm bản đồ khu vực Thương Long cho Lâm Nhất, còn có một số suy đoán mà hắn ta cho rằng giới vực huyết cốt có thể dùng để tìm được Lâm Nhất, một năm một mười nói hết cho đối phương. Giới vực U Vân có hay không thì không chắc chắn. Nhưng mà giới vực huyết cốt sợ là có đến 8 phần sẽ dùng thủ đoạn này, võ giả của giới vực huyết cốt ai nấy đều là tà tu. Số mạng người bị cướp đi trên tay bọn chúng nhiều vô số, cũng có đầy lệ khí, cho dù sau khi chết đi thì những lệ khí này cũng chưa chắc đã tan hết, rất khó nói có để lại ấn ký trên người huynh hay không. Trần Huyền cực kỳ trịnh trọng nói. Vậy xem ra ta cần phải chú ý nhiều hơn rồi. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên ánh sáng khác lạ. Chẳng qua cũng không quá lo lắng, dù gì sớm muộn cũng sẽ gặp đám người này bên trong Thương Long cấm giới. Người bình thường đều sợ hãi giới vực cấp cao kia, nhưng trên con đường thông thiên, Lâm Nhất lại cứ không tin vào điều này. Kiếm khách của thế hệ ta, há lại sợ một trận chiến. 3 ngày sau. Nhật Diệu Chi Linh, di tích Long Thành. Cho dù thời gian đã qua chẵn 3 ngày. Lâm Nhất cũng gây một trận sóng gió lớn bên trong di tích Long Thành, nhưng dấu vết ở đây vẫn chưa hề phai đi. Nhật Diệu Chi Linh bị Lâm Nhất lấy đi rồi, nhưng di tích Long Thành cũng chưa được tìm kiếm hết, vẫn có rất nhiều nhân tài của các giới vực lớn lưu lại đây.
vừa có giới vực cấp cao cũng có cả võ giả của những giới vực bình thường trong Nhật Diệu chi địa, trong lòng bọn họ vẫn ôm niềm hy vọng có thể tìm được may mắn gì đó. Nhất là Tiên Vân Chân và Trần Khung, hai người đều biết bí mật của Lâm Nhất, biết được Lâm Nhất có thu hoạch cực lớn bên trong lầu bảo tàng. Giá trị khủng khiếp của thu hoạch kia vượt xa so với Nhật Diệu chi linh bị phong ấn, có lẽ phải nhiều hơn đến mấy lần. Đó là di chỉ khảo cổ của gia tộc Mạch Thị khi phân nhà, nhất là một bình thiên niên hỏa mà Lâm Nhất thu được sau cùng kia, chỉ cần lộ ra thì chắc chắn sẽ gây nên một trận sóng gió lớn. Hai người trong lòng ngầm hiểu, đều không định để lộ tin tức này ra ngoài. Một là vì e sợ thực lực của Lâm Nhất, hai là trong lòng âm thầm mong đợi, Lâm Nhất có thể tìm được bảo vật khổng lồ như vậy. Hai người bọn họ nói không chừng, cố gắng thêm chút nữa cũng sẽ tìm được gì đó. Nếu bây giờ để lộ ra trước thì lúc đi ra ngoài sẽ gây ra không ít rắc rối cho chính mình. Chỉ là sau 3 ngày thời gian trôi qua, sắc mặt hai người càng lúc càng khó coi, trông có vẻ vô cùng chật vật. Môi trường trong di tích Long Thành này vốn đã khắc nghiệt, đa phần các khu vực đều đã bị lục tung lên để tìm kiếm, những thứ khác chưa bị tìm thấy thì chắc chắn cũng cực kỳ nguy hiểm. Hai người mạo hiểm tìm tòi mấy lần, miễn cưỡng cũng có được chút thu hoạch. Nhưng so với bảo vật mà hôm đó Lâm Nhất tìm được trong lầu bảo tàng thì chẳng khác gì cọng lông trên người con trâu. Chỗ này thực sự không thể ở lại được nữa rồi. Tiên Vân Chân than thở, vẻ mặt chán chường, cực kỳ thất vọng. Trần Khung ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn hắn ta bao nhiêu. Hai người bọn họ bỏ lỡ rất nhiều bảo vật chỉ trong gang tấc, nếu như ngày đó mặc kệ tất cả. Động tác nhanh hơn một chút thì nói không chừng thiên niên hỏa đã là của bọn họ rồi. Còn có tinh thần đan, còn có võ học tạo hóa cấp cao nữa. Không nghĩ còn may, mỗi lần nhớ lại, đều có cảm giác đau đớn không thôi. Rõ ràng là cùng vào bảo địa, lại đi theo sau lưng Lâm Nhất, vậy mà ngay cả cọng lông cũng không kiếm được. Đều tại con mèo kia, nó cũng vô sỉ quá mức rồi. Từ nơi này đi xuống. Dù là ta và ngươi cũng không chịu nổi hỏa độc tích lũy, Trần Khung cũng có ý muốn lùi bước, không tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa. Hiện tại, vẫn nên tranh thủ tiến sâu vào khu vực Thương Long, sớm đến Thương Long cấm giới có vẻ thích hợp hơn. Thương Long cấm giới. Đây mới thực sự là nơi ẩn chứa vô số bảo vật, cùng phần lớn truyền thừa của bảo địa thượng cổ, thu hoạch ở Thương Long cấm giới ắt sẽ quyết định thứ tự trong trận chiến cuối cùng giữa vạn giới. Nếu không được may mắn, không thu được gì ở Thương Long cấm giới thì dù có là yêu nghiệt trên bảng Thương Long cũng có khả năng bị người khác vượt mặt. Còn nếu cơ duyên xảo hợp, may mắn đạt được một truyền thừa nguyên vẹn, thì có rơi vào đường cùng cũng có cơ hội trở mình. Ngươi nhìn sang bên kia đi. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Tiên Vân Chân chợt thay đổi, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Cái quỷ gì vậy? Trần Khung tỏ vẻ nghi hoặc. Nhanh chóng nhìn theo hướng Tiên Vân Chân chỉ, bỗng chốc, hắn ta biến sắc. Trong tầm mắt hắn ta, có 3 người thanh niên mặc đồ đen thêu tơ máu đang từ xa tiến đến gần, đi sâu vào trong di tích. Mỗi người đều toát lên khí tức khiến lòng người run sợ, chân nguyên trong cơ thể hùng hậu như núi lửa trực phun trào, cứ như bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ vậy, cực kỳ đáng sợ. Hiển nhiên, tu vi của những người này đều là thiên phách tầng thứ 2. Này, không hổ là giới vực huyết cốt, đến nhanh thật. Trần Khung vô cùng kinh ngạc, tốc độ này đúng là nhanh đến dọa người. Phong Vô Kỵ chỉ mới bị giết có 3 ngày mà thôi, vậy mà đội tinh nhuệ của giới vực huyết cốt đã có mặt tại di tích Long Thành. Ta không nói việc này. Sắc mặt Tiên Vân Chân nghiêm túc, ánh mắt dính chặt vào người thanh niên áo đen dẫn đầu, bất giác, cả người hắn ta run lên. Nội tình của giới vực huyết cốt không phải giới vực Hắc Sa hay giới vực U Vân có thể đánh đồng được, trong vòng 3 ngày có thể đuổi đến vốn là chuyện chẳng có gì kỳ lạ. Điều khiến người ta khiếp sợ thật sự chính là kẻ dẫn đầu kia. Nguyên Hoành Thiên. Trần Khung vốn còn đang ngơ ngác, nhưng chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng. Không ngờ người cầm đầu lại là Nguyên Hoành Thiên, yêu nghiệt xếp hạng 97 trên bảng Thương Long của giới vực cao cấp. Việc này đúng là có hơi kinh khủng. Chỉ một tên Phong Vô Kỵ bị giết chết mà thôi, không ngờ giới vực huyết cốt lại điều cao thủ bảng Thương Long ra tay, thật khó hiểu. Khu vực Thương Long vô cùng rộng lớn, chỉ riêng giới vực đã lên đến hàng ngàn,
số lượng võ giả cộng lại không dưới 100 vạn. Mà cao thủ bảng Thương Long chỉ lấy những tồn tại trước 100, thế nên, người có tên trên bảng Thương Long đều là tuyệt đại thiên kiêu, không có ngoại lệ, tất cả bọn họ đều có phong thái vô địch, đủ sức nghiền áp cùng thế hệ. Bảng này cần ít nhất tu vi thiên phách tầng thứ 2 mới có thể leo lên được, nhưng điều đó không có nghĩa đạt đến tu vi này thì sẽ có tên trên bảng Thương Long. Thực lực không đủ thì dù có là thiên phách tầng thứ 3 cũng chưa hẳn có đủ tư cách. Lần này giới vực huyết cốt định đuổi tận giết tuyệt, Lâm Nhất Hà. Điều động tinh nhuệ thiên phách tầng thứ 2 là đủ rồi, không ngờ ngay cả thiên kiêu bảng Thương Long cũng được phái ra. Trần Khung bị chấn động, nhưng vẫn không cách nào hiểu được. Qua đó xem thử. Ánh mắt Tiên Vân Chân lóe sáng, cuối cùng, hắn ta vẫn quyết định đến xem thử. Tuy người của giới vực huyết cốt đáng sợ, nhưng chưa đến mức lạm sát người vô tội đối với người của giới vực cao cấp. Không. Không chỉ Tiên Vân Chân cùng Trần Khung, trong di tích Long Thành này, tất cả mọi người đều chú ý đến ba người Nguyên Hoành Thiên. Có thể nói đã tạo thành chấn động không nhỏ, rất nhiều nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp đều dẹp chuyện đang làm sang một bên, cùng chạy đến xem náo nhiệt. Trong đó, người của một số ít giới vực có quan hệ khá tốt với giới vực huyết cốt còn chủ động tiến đến gần Tháp Tùng và cung cấp tin tức. Không ngờ Nguyên Hoành Thiên lại đến, tại giới vực huyết cốt, hắn ta là tồn tại xếp hàng thượng đẳng đấy. Xem ra giới vực huyết cốt nhất định phải đoạt được Nhật Diệu Chi Linh, đuổi giết Lâm Nhất chỉ là thuận tay mà thôi. Có lẽ, bọn họ lo lắng Lâm Nhất bị giới vực cao cấp khác giết chết, cướp đi Nhật Diệu Chi Linh. Theo ta thấy, lần này Lâm Nhất chết chắc rồi. Vô số âm thanh bàn tán vang lên, rất nhiều nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp vốn ngứa mắt Lâm Nhất nên đã tỏ thái độ căm giận. Không bao lâu sau, ba người Nguyên Hoành Thiên đã đến nơi đặt thi thể của Phong Vô Kỵ, trong mắt bọn họ đều lóe lên sát ý lạnh như băng. Khí hậu ở di tích Long Thành vốn khô nóng, Phong Vô Kỵ lại bị Lâm Nhất dùng một kiếm chặt đứt tất cả sinh cơ, cho nên thân thể hắn ta đã sớm phong hóa. Chỉ còn lại xương khô. Vèo. Nguyên Hoành Thiên phất tay, chộp lấy đầu lâu của Phong Vô Kỵ vốn đã bị vùi dưới cát vàng. Đầu lâu chỉ còn khung xương, thoạt nhìn có phần dữ tợn, đằng xa, sắc mặt đám nhân tài kiệt xuất của các giới vực cao cấp đều lộ vẻ phức tạp. Ngày đó, Lâm Nhất dùng một kiếm giết chết Phong Vô Kỵ, có thể nói việc này khá là bất ngờ, giờ ngẫm lại vẫn khiến người ta cảm thấy kinh hãi không thôi. Răng rác. Đột nhiên, Nguyên Hoành Thiên dùng sức, đầu lâu trong tay hắn bị bóp nát, sau khi cái đầu lâu kia đã hoàn toàn vỡ vụn, bỗng có vô số sát khí màu đen tản ra. Sát khí lan ra vô cùng nhanh, chỉ có một đốm lửa đỏ ở vị trí trung tâm là bập bùng mãi không tan. Đó chính là oán khí của Phong Vô Kỵ trước khi chết, hắn ta thật sự không cam tâm, oán khí trùng thiên. Trong vòng 3 ngày, e là thứ này không cách nào tan đi được. Nguyên Hoành Thiên lưu giữ oán khí này trong một khối ngọc giản, rồi từ từ nhắm hai mắt lại, hai người bên cạnh đều không nói gì. Hiển nhiên, bọn họ biết Nguyên Hoành Thiên muốn dùng sợi oán khí này để cảm ứng vị trí của Lâm Nhất. Xíu, yêu yêu. Một lát sau, Nguyên Hoành Thiên mở mắt ra, trầm giọng nói, tên này chạy xa thật, tuy nhiên, dù là chân trời góc biển thì cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nguyên đại ca. Tên Lâm Nhất kia rất hung hăng ngang ngược, lúc trước, sau khi giết chết Phong Vô Kỵ, hắn ta còn nói rất ngông cuồng, Lâm Mỗ giết người chỉ cần một kiếm. Có nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp lên tiếng. Bọn họ không có bất kỳ ấn tượng tốt nào với Lâm Nhất, hiện tại, thậm chí còn rất mong chờ, không biết sau khi bị Nguyên Hoành Thiên đuổi giết, Lâm Nhất sẽ hoảng hốt và sợ hãi như thế nào. Yên tâm, ta sẽ không tha cho hắn đơn giản vậy đâu. Nguyên Hoành Thiên lạnh lùng nói, một tên sâu kiến hạ giới mà cũng dám đối nghịch với giới vực huyết cốt, ta sẽ khiến hắn muốn chết cũng chết không được. Chấm chấm chấm. Thiên lộ, vạn giới tranh phong. Nói là vạn giới, nhưng trên thực tế, số lượng giới vực đã vượt xa con số 1 vạn, thậm chí, giới vực cao cấp nhiều không kể xiết. Cho nên, mỗi một giới vực muốn nổi danh vốn chẳng phải chuyện dễ dàng. Dù là giới vực cao cấp thì không phải ai cũng có thể uy danh lan xa. Nhưng giới vực huyết cốt lại không giống như vậy, trong hàng ngũ giới vực cao cấp, hung danh của nơi này vốn đã hiển hách.
hung danh bực này hoàn toàn dựa vào thực lực mới có được đấy, không hề có chuyện hữu danh vô thực. Có không ít giới vực cao cấp đã phải chịu thiệt khi đối đầu với giới vực huyết cốt, thậm chí một số còn bị tiêu diệt. Từ đó có thể thấy, việc Lâm Nhất giết chết Phong Vô Kỵ đã nhấc lên phong ba to lớn cỡ nào ở khu vực Thương Long này. Đủ loại lời đồn về Lâm Nhất lan nhanh như mưa sa bão táp khắp khu vực Thương Long. Những lời mà hắn đã từng nói, ví dụ như, mỗi người đều có thể tranh giành, vì sao ta không thể, Lâm Mỗ giết người chỉ cần một kiếm, kiếm khách chúng ta sợ gì một trận chiến, đều được lan truyền. Dưới vô số lời đồn như vậy, cái mác ngông cuồng, ngạo mạn được đính lên người Lâm Nhất ngày càng rõ nét và chói lóa, không cách nào tẩy đi được. Sau khi tin tức giới vực huyết cốt phái Nguyên Hoành Thiên đến di tích Long Thành được truyền ra, một lần nữa, đủ loại sự tích liên quan đến Lâm Nhất lại bùng nổ tại khu vực Thương Long. Hiện tại, gần như tất cả mọi người đều biết tên ngoan nhân ở Nhật Diệu Chi Địa không chỉ lấy được Nhật Diệu Chi Linh mà còn chém giết yêu nghiệt của một trong ba đại giới vực cao cấp, có thể nói là kinh thế hãi tục. Rất nhiều người đang đánh cuộc xem cuối cùng thì Lâm Nhất có thể sống được bao lâu, còn phải đợi bao lâu nữa mới nghe được tin hắn bị đánh chết. Không ai cho rằng hắn có thể sống sót mà xuất hiện ở Thương Long cấm giới. Trên thiên lộ, chưa từng có tiền lệ người ở giới vực cấp thấp có thể tồn tại sau khi đắc tối với giới vực cao cấp. Càng không nói đến việc Lâm Nhất đã làm ra chuyện khiến người ta kinh hãi, cùng một lúc đắc tội với bốn đại giới vực cao đẳng, thậm chí trong số đó có tồn tại đáng sợ đạt đến đẳng cấp cao nhất là giới vực huyết cốt. Tuy nhiên, Lâm Nhất, kẻ đang ở giữa cơn bão, lại chẳng hề hấn gì, hắn hoàn toàn không hay biết những lời đồn về mình. Lúc này, hắn đang ở đỉnh núi, khoanh chân ngồi, xung quanh lượn lờ 10 viên đan tinh thần, mỗi một viên đan tinh thần đều to cỡ nắm đấm, bốc cháy ngọn lửa màu vàng, bùng phát khí tinh nguyên rồi rào đủ để sinh ra dị tượng. Lâm Nhất ở trong đó, hai đại kiếm quyết đồng thời vận chuyển, điên cuồng nuốt chửng khí tinh nguyên. Khí tinh nguyên này không những dồi dào, mà còn ngưng luyện ra nhiều lửa tinh thần, sau khi được luyện hóa tràn vào cơ thể Lâm Nhất, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ đều được cọ rửa mạnh mẽ. Trong vô hình, trải qua sự tôi luyện của lửa tinh thần, toàn thân hắn đều tràn đầy sức mạnh. Phù. Sau nửa canh giờ, Lâm Nhất đang nhắm hai mắt đột nhiên mở mắt ra, trong mắt dâng lên vẻ hưng phấn kích động lòng người. Đan tinh thần đúng là vô cùng tuyệt diệu. Quả nhiên mạnh hơn đan tinh nguyên do nhân tài các giới vực ở con đường thông thiên luyện hóa không biết bao nhiêu lần. Sự khác biệt giữa mây và bùn, không hề khoa trương. Rời khỏi di tích Long Thành đã 5 ngày, trong 5 ngày này, Lâm Nhất dường như đều ở trong trạng thái tu luyện, mỗi ngày tiêu hao khoảng 10 viên đan tinh thần. Hiệu quả của đan tinh thần đúng là rất mạnh, tiến độ tu luyện mạnh hơn trước kia rất nhiều. Cứ tiếp tục theo tốc độ tu luyện như thế này. Có lẽ chưa tới 10 ngày nữa, có lẽ Lâm Nhất sẽ có tư cách độ kiếp. Trừ tốc độ tu luyện tiến bộ thần tốc, hiệu dụng lớn hơn của đan tinh thần là mở rộng nội tình của Lâm Nhất. Cụ thể, nội tình có thể nói là căn cơ, cũng có thể là cực hạn. Căn cơ khác nhau, dù thực lực tu vi giống nhau cũng sẽ cách biệt rất lớn. Nhân tài ở giới vực tầm thường độ kiếp thiên phách, cực hạn xác thịt cùng lắm chỉ có thể chịu được mấy chục vạn viên đan tinh nguyên. Nhưng nhân tài của giới vực cao cấp có thể chịu đựng trăm vạn viên thậm chí là mấy trăm vạn viên. Khoảng cách nội tình thoáng chốc hiện ra rõ ràng. Sau khi độ kiếp, yêu nghiệt sử dụng mấy trăm vạn đan tinh nguyên đương nhiên sẽ mạnh hơn người bình thường dùng mấy chục vạn viên đan tinh nguyên rất nhiều. Lý do vì sao nhân tài của giới vực cấp cao có thể chèn ép nhân tài của giới vực cấp trung, nguyên nhân nằm ở đó. Cái gọi là nội tình do phẩm cấp công pháp mà cá nhân tu luyện. Độ mạnh xác thịt và cả độ cao thấp của ngộ tính quyết định. Ngộ tính của Lâm Nhất thì không cần phải nói nhiều, phẩm cấp công pháp không tính là siêu phàm, nhưng hai đại kiếm quyết đồng thời tu luyện đủ để bù đắp sự chênh lệch về phẩm cấp, độ mạnh xác thịt cũng có thể xem là đỉnh cao. Nói vậy, hiệu dụng của đan tinh thần đã hoàn toàn thể hiện ra. Bình thường dùng đan tinh thần rèn rũa căn cơ, đến khi độ kiếp, xác thịt chống chịu sự luyện hóa của hơn 1000 viên đan tinh thần hoàn toàn không vấn đề. 1000 viên đan tinh thần đồng nghĩa 1000 vạn viên đan tinh nguyên bình thường, nội tình khoa trương như vậy đủ để kéo gần khoảng cách với bất cứ yêu nghiệt của giới vực cấp cao nào. Yêu nghiệt trên bảng Thương Long khi độ kiếp chắc là có thể tiêu hao 400-500 vạn đan tinh nguyên,
ta hoàn toàn có thể chống đỡ. Điều phiền phức duy nhất là những người đó ít nhất cũng có tu vi cảnh giới thiên phách tầng 2, vượt qua 2 lần kiếp số thiên phách. Lâm Nhất nhíu mày, khẽ giọng lẩm bẩm. Trước khi tu vi bản thân độ kiếp, Lâm Nhất gặp được yêu nghiệt cảnh giới thiên phách tầng 2 của giới vực cấp cao e rằng sẽ khá khó khăn. Nếu gặp phải yêu nghiệt trên bảng thương long, có thể chống lại kiếm ý của mình về ý chí võ học, vậy thì chắc chắn mình không địch lại đối thủ. Hiện nay, kiếm ý là chỗ dựa lớn nhất để Lâm Nhất có thể chiến đấu vượt cảnh giới. Yêu nghiệt có thể xếp vào bảng thương long, ý chí võ học mà bọn họ tham ngộ chắc chắn không phải đám người như Phong Vô Kỵ Mạc Hàn có thể so sánh được. Bây giờ kiếm ý của Lâm Nhất đã đến vách ngăn, nâng cấp lên kiếm ý thông thiên tam phẩm khó hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Hoặc là kiếm ý, hoặc là tu vi, hai thứ chỉ cần có một thứ đột phá, mình có thể chống lại người cảnh giới thiên phách tầng 2 ở giới vực cấp cao, thậm chí gặp phải người xếp hạng thấp ở bảng thương long cũng có sức mà đấu một trận. Lâm Nhất suy nghĩ chốc lát, chẳng mấy chốc đã đưa ra kết luận, giai đoạn hiện nay xem như là thời gian nguy hiểm nhất của hắn. Đột phá kiếm ý hơi phức tạp, không phải tài nguyên đủ là có thể đột phá. Trong vòng 10 ngày nửa tháng, tu vi chắc chắn có thể thử thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 1. Nói đến tu vi, Lâm Nhất nhìn về phương xa, trên lưng huyết long mã vẫn đang tu luyện. Nó còn may mắn hơn mình, một ly thiên niên hỏa đó khiến tiểu hồng chó ngáp phải ruồi thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 1 nhanh hơn cả hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 117.